Uầy, À, lâu lắm rồi mới anh Khôi thấy lại biển xanh. là anh Khôi là thuyền viên mới đúng không? Đúng đúng đúng. Anh Khôi vô cọ toilet với lại lau dọn thuyền đi. À, anh là một chiến binh á. Anh là cu ly. Chết. Em Em lên từ đi khó rồi nhá. Em đi nhặt đồ đây. Anh Khôi tí ra đây em chỉ anh cách căm buồm này. Ok. Đi đi được nào nhỉ? Bộ Đây trưởng ơi, ơi. đây ơi, đây Từ từ ơi. từ từ À, để kiểm trưởng tra. ấy, nhầm. Để Em lên. anh để kiểm tra lại một vòng nhá, xong rồi đêm anh em chơi tại đang đông người anh em làm ván vịt thì hợp lý hơn này, xong tí nữa anh em chơi tiếp. Ok. Vô làm gì? Anh Đó, ơi. vô test xem mẹ mình test xem mày chơi được chưa thì mẹ mình dính chưa. Ơi nếu phải có chuẩn bị Mẹ mình cứ bảo đau một tuần rồi vào lỗi lên lại xuống. Lộn ruột. Uầy, tất cả đều clear, xung quanh đều đéo có thuyền nhá. Nhím 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 nhím. Dạ. Lên đây lên đây gắn gắn đạn vô pháo bắn được. Thị trưởng ơi. Hả? À. Em hỏi cái tờ giấy nó có dính trên mặt em làm nào tao ra với. Mày đi hỏi thằng khác, tao đã quan sát tình hình xung quanh. Ôi anh thử cho em hai hai thuyền kia thuyền nào thuyền phó đây. Đây 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 giải đạn cho mày nhím. Anh chết mẹ anh leo lên đây. Tôi có mẹ cho mày. Từ nhím ơi, anh nhớ anh có đạn mà. Đúng rồi đúng rồi. Đây để em nghe thử. Ủa, thuyền mình ngày xưa đẹp lắm mà. Phải bơ. Tăng lửa đấy. Ui. Đỉnh vãi lồm nhím ơi. Hai anh giai thuyền viên đây. Sao đấy anh Khoa Cú Ly nhỉ? Em cầm tờ giấy rồi em tắt như nào nhỉ hai anh nhỉ? Bấm chuột lên, anh còn chưa có kiếm hay sao ấy thề. Em bấm chuột phải thì nó quay ngược lại tờ giấy. Làm anh có kiếm mà. Để tắt đi. Ui, anh ơi. Hình như là người dân nó nhầm thuyền mình hay sao, anh này không có kiếm anh à. Anh này phải cướp biển thôi. Ai ai ai, bậy nha, này mày nhìn gì không? Cái gương ấy, những cái gương. Anh này cướp sắt mày. Rồi. Mày. Anh ơi, thuyền này khắc nghiệt lắm anh ơi. Ở đây không có chỗ dành cho. Đồ ơi, check xem mình có con sư tử không, còn bùa mấy không anh? Còn đây đây đây, đang gắn lại đây. À, phải trông, lắp rồi đấy. Trông một cái là chúng nó sợ mẹ luôn rồi đây. Có tối thế nhở? Em còn mày lái, cho mày lái, cho mày lái. À, còn mày lái ồ. Thề ngày xưa mày bọn nó cướp cai quá luôn. Ở đây cái mày lái đi phao hả? Anh ba bốn tí rồi mày bọn nó cướp à? Anh lái mua ấy, nhím ơi. Đấy là ngày xưa thôi em, bây giờ mình khác con mẹ rồi. Mình lại còn đào tạo được một học viên mới nữa. Đi thôi. Đi đâu vậy nhỉ? Có chơi Việt không? Chơi Việt đi, xong tí nữa anh em vào chơi đi. Đi. Ừ. Đi. Ui, nhiều cái mới vậy em ơi, tí nữa mình sẽ đi cướp đảo đầu lâu đỏ này. Mình sẽ đi cướp chỗ tinh trùng bay lên này. Xong mình sẽ đi núi lửa này. Ui. Đỉnh. Ủa mà đúng làm mission anh. Xong mình sẽ làm nhiệm vụ này. Đê 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 đê. Không đủ người à, bao nhiêu người? Em đếm được có 12 người thôi. Ui dồi, thế thôi. Mới có mấy người ao rồi. Chắc là không muốn chơi rồi. Thế thôi vậy. Bịt rơi rồi. Từ nha. Thế anh em có chơi luôn không này? Chơi luôn anh. Chơi luôn thì bây giờ tất cả mọi người lên đảo đi kiếm hết đồ về chất vào thuyền đi. Xong một tí nữa mới bắn nhau được. Đi 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 đi. Đồ ăn thức uống các kiểu. Ôi đợi em, đợi em, thuyền trưởng ơi. Ôi tiếng Kraken. Tiếng Kraken ở đây. Làm đéo có Kraken ở đấy. Cần phải đâu. Ok à, sao lấy được cái lồng gà thì đéo nào. Thả xuống kiểu gì. Cái thùng bỏ gỗ vào mà em. Ôi chết rồi. Ăn đâu con sâu rồi. Sao dùng lấy câu cá đấy nhỉ. Ăn nhầm, em ăn nhầm rồi. Ủa câu cá bắn lúc nào ta. Chất đồ lên thuyền đây. Mày lười đéo chịu được. Nó pháo sáng rồi bắn ra cục. Pháo sáng gì tối nhỉ. Cái này mày chịu game được không? Có tiếng. Tao vừa nạp vào mày lại nhét. Lại chọc cái đạn ra rồi. Rồi xong rồi.
Ok. Giờ cầm đủ mỗi người 5 miếng gỗ, 5 đầu ăn với cả tất cả đạn cầm trong người đi. Để anh xem là số đạn là còn yes bao nhiêu nào. Em đủ rồi nhá. 5 miếng gỗ này. 5 đầu ăn. 5 đồ ăn ăn cái gì cũng được anh. Ừ. Em ăn chuối đi. Thôi cầm hết đạn mọi người. Đạn thường thôi đúng không anh? Ừ. Anh ơi, hình nhiếm nó bị như cá rỉa sao vậy? Vậy là chưa thấy nó nè. Nhiếm đâu rồi nhỉ? Em đang lấy đồ anh ơi. Ờ, theo nhiệm vụ ở nút nào nhỉ? À, lúc mà anh ạ. Để win nó ra hết mấy cái... Đó. Đồ. Không phải. Để win hay để e thì sao? À, để win xong bấm space này. À, quét. Ủa, bây giờ mình đi đâu để nhận quét đấy nhỉ? Quét thì anh vô cái bàn thuyền trưởng á. Bây giờ nhận quét trong bàn thuyền trưởng luôn. Ờ. Còn không thì đi mấy cái tèo téo. Thì bây giờ mình đi cái nào anh đồ nhờ? Tèo téo hay là gì nhờ? Đi tèo téo chứ. Tèo téo là đi đâu anh? Tèo téo là nhiệm vụ chính nha. Ờ. Đây có cốt truyện của ôi. Jack Sparrow ấy. Từ từ. Trước mắt này có một cái thuyền ma đang di chuyển này em ơi. Nó có thuyền người à? Thuyền người á? À? Em ơi! Lên thuyền! Sao đây? Có thuyền người trước mặt! Thoát ra kiểu gì? Em vừa lắp em ơi! Em vừa lắp cái lại mới đấy, xem hợp không? Em ơi! Nó quay đầu kìa! Em ơi! Sao anh biết? Hạ buồm! Trước mặt! Hướng bên trái! Bị khuất xong cái đảo đấy rồi! Hạ thuyền rồi! Hạ buồm rồi! Em sai quá! Từ! Tụi em làm đạn đó. Hạ buồm. Kéo neo lên trước. Kéo đi. Cứu nhím, kéo quay. Kéo lên, nhanh. Ben, đẩy đi Ben. Từ em đang sai quá. Làm thủy thủ kiểu đéo gì đây. Rồi anh ấy kéo thôi. Ok. Đi mãi cái buồm mày vãi cả cứt tre thế nhở? Đừng để ngã đấy nhìn bây. Anh ơi, có xây cầm dây hướng gió anh ơi. Từ. Yên để tao xem nào nó ở đâu đã. Ui, anh thấy là bên trái đúng không? Mày xuống cái bàn thuyền trưởng xem lại cho anh cái nó hướng nào cái. Tao thấy nó trước mặt thuyền mình rồi. Mép table đúng không anh? Anh không biết cầm buồm chưa? Chưa. Anh ấy đến thuyền rồi. Anh Khôi, để em chỉ cho này. Đâu? Đây. Anh nhìn thấy hướng gió ơi. Đâu? Đây nhá, đây là cái... Bên trái thuyền mình sau cái đảo. Đây. Mày nhìn thấy cái hòn đá nổi bên trái không? Kìa, nó kìa, thấy chưa? À, xa. Kìa, thuyền to nhá, thuyền Galeon đấy nhá. Thấy rồi anh ơi. Bẻ lái này. Vào vị trí bắn luôn nhím ơi. Em tốc độ chuột tao chậm. Lấy đạn chưa? Lấy rồi, xong hết rồi. Ôi, hai thuyền đang giấu nhau kìa. Ôi, bú cả hai luôn. Từ, con kìa. Hình như là con sau là con nhỏ hay sao ấy? Con sau là con thuyền 2. À không, con sau là ba bơm luôn. Từ để tao xác định lại xem mẹ nó là con nào đã nhá, có hai con. Con đang đi ngang mình ngay trước mặt. Là con thuyền có chữ X kìa. Là con bên trái. Nó đang treo cờ đồng lâu. Đúng rồi. Đấy, ăn con đấy nhá. Ây ơi. Đúng rồi, đúng nó đấy. Lên nhạc ở đây bơi. Happy birthday. Em vào vị trí xuống cái này. Mẹ, mình ngược chiều gió nữa ạ. Thề. Pháo, chuẩn bị sẵn sàng. Vào vị trí. Không biết vá thuyền chưa đây? À, lấy cái miếng gỗ vá đúng không anh? Cầm miếng gỗ lên vá đây. Rồi, em biết rồi. Ui, đơn giản rồi. Con lợn này nó đi thuận gió mà, nó đi nhanh thế nhở?
Ui có toàn thành gì anh ơi. Đây đây mình xoay buồm anh Khôi tay em chỉ cho này. Đâu. Đây này cái hình tròn này là để mình xoay buồm nhá. Đấy mình xoay trái phải này. Đấy anh nhìn cả hướng gió kìa. Ôi nó chơi mình luôn đây. Ôi. Nó chơi đây. Ở đâu rồi anh? Đâu rồi? Bây giờ anh bảo nhá, tại vì anh là thằng lái thuyền nên là chúng phải nghe hiệu lệnh anh. Lúc anh bảo thả neo là thả neo, kéo neo là cùng nhau kéo neo nhá. Vá thuyền là vá thuyền nhá. Em thấy có thuyền bị lắm rồi kìa. Không, cái đấy bỏ đi. Cái thuyền bên phải này là thuyền ma rồi, thế chỉ có cái thuyền trước mặt thôi. Ui, nó cần bình, Mình sẵn sàng. Thuyền này có người ấy, thuyền có người đấy. Pháo phải vào vị trí. Không, pháo trái, anh bẻ thuyền bây giờ. Pháo trái vào vị trí. Anh bảo các hết buồm sang bên phải cho anh, các hết buồm sang bên phải cho anh. Nhím. Căng hết buồm bên phải, over. Đấy là cái hình tròn anh Khôi này, đấy. Thôi anh xoay sang. Thế thì cần hai người thôi đúng không? Vâng. Không thì một người cũng được. Nếu mà vội. Phá trái đây. Phá trái rồi, vào vị trí này. Ok nhá. Anh ơi, trông cái thuyền này nó thiện chiến lắm. Bắn lên pháo sáng kìa. Thiện chiến gặp anh thì cũng tội thôi. Nó hình như là nó hiện trên map là nó bật cờ đánh nhau đấy. Nên nó hiện đấy. Chưa bắn được, chưa vào góc. Từ từ đã. Theo góc này thì mình sẽ bắn đằng sau đít nó. Các em bắn thấp xuống một tí nhá, đừng bắn cao quá, bắn cao quá nước nó không vào được đâu. Ok. Nhận nhiệm vụ. Phá phải, đổi xong phá phải. Phá phải xong, phá phải xong, vào vị trí. Fly in the hole. Ê, nó đang soi mình nhá. Ủa thằng này biết chơi kìa. Nhím ơi, bắn chúng nhắm vào đây. Ủa đạn rớt lắm. Ôi nó đi qua cho mình thật này. Ủa kệ nó. Ăn được. Không, nó đi đâu ấy. Nó lượn phải để bắn đấy. Phá phải. Từ từ nhá. Em thấy một thằng ở bên trên. Từ anh bảo còn thời gian, các hết buồm. Từ để anh xem nào. Nó chạy ngược gió. Ngược gió thì không được, đuổi được. Bảo đâu? Đúng rồi, trước mặt kìa. Trước mặt là bảo kìa. Nhờ. Được, chơi được, không sao cả. Sắp thuyền bọn này nghiêng hẳn sang bên đấy nhỉ? Ôi, nó lắc thôi, nó không sao đâu. Nó hứng cuốn gió mà nó thiệt nó nghiêng hẳn. Nó dẫn mình vô tân thế giới nè. Rồi, anh hiểu hướng gió của bọn nó rồi. Thuyền trưởng ơi. Ơi. Yo. Mấy thằng này không biết là em nằm trong thế hệ tồi tệ rồi. Mày đây không phải giờ uống, chuẩn bị đánh nhau bây giờ. Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, thuyền trưởng. Chiến lên. Vẫn không có vũ khí gì vậy? Kiếm em ơi, súng đầy đủ luôn. Sao nhân vật ta trông giống cu li thế? Bàn thuyền trưởng. Ôi. Anh ơi, nó đang đi tới mấy công tinh trùng hay sao ấy nè. Nó như quay về đầu mình hay sao ấy. Không, nó đang check sang bên trái. Nó đang đi tìm có báo đấy anh ơi. Nếu như mà nó check sang trái thì nó bị ngược gió, thế nó sẽ đi chậm hơn mình. Gió ngược hẳn mẹ rồi. Ui, em nhím cậu được con cá dạ quang kìa. Đức ơi. Ôi, nó chạy rồi. Ok. Ui, nếu bây giờ mình căng cái cờ Ireland anh, là cờ hòa bình ấy. Không thể bọn nó không chủ, không để ý xong mình đánh bọn nó được không? Đi mẹ các em ơi. Nó đi vào chỗ sáng thật. Chỗ đấy là chỗ đéo gì nhở? Đâu anh, cái thuyền nó phát sáng mà anh. Cái thuyền nó bắn cái gì lên đấy chứ. Phải không nhở? Vâng, em nhìn từ đầu rồi mà. Từ đầu rồi. Từ đầu là thế mà anh. Đi mẹ, thấy câu chuyện có đuổi mấy thằng này nữa không này? Đó là cái thính của nó. Em mẹ đi anh à. Thế chứng tỏ là nó vừa lấy thính hả bày? Đúng rồi đó, cái đó là cái thính anh. Trời ơi. Nó chạy là tại vì nó có đồ mà, ta bảo rồi. Ơi, có tiền cá, như có thằng nào đó xuất hiện hay sao ơi. Dập lửa, trời ơi, dập lửa, cháy buồm rồi. Chết rồi, nó chết rồi. Dập lửa. Xô đâu. Nước. Nước đâu? Nước đâu? Bơm nước lên. Tầng giữa đâu? Tầng giữa đâu? Cái thùng đồ ăn. Cái water barrel.
tự tưới vào mình như nào nhỉ? Nó chụp máy tự tưới. Ui ui, thằng nào cháy thế? À anh đâu rồi? Ở kìa. Nước đâu ơi? Bấm nước lúc nào nhỉ? Bấm nước thì cầm trong. Nước tôi, nước bấm đâu anh ơi? Đây đây, nước đây. Nhưng mà cái lò này đánh đàn. Số bấm, số là số mấy? Đi con mẹ mày, thề có chơi nghiêm túc không đây? Đây. Đấy, số 6 lắm cho. Vãi cả lồn thật. Số 6 là cái xẻng. Số 9 cái cốc. Số 7. Địt mẹ lên sửa lại con bơm đấy kìa. Con bơm bị gì em, con bơm đâu bị gì đâu. Cay vãi lồn thề. Ờ em bơm đầy nước nha, Ok anh ơi, đóng thuyền thôi. Uầy, nó quăng cái gì nổ đùng quá nè, mà vãi lồn. Đồng bom. Cái... À đúng rồi. Chơi bơm lửa thì nó chạy, nó chết hồi sinh được mà. Nó phá thì nó chạy mà anh. Anh bảo bây giờ anh nhá, đi chơi chiến thuật đấy đi. Không, thuyền nó có thính là có nhiều đồ lắm luôn ấy. Bây giờ chỉ có đuổi kỳ cùng thôi em ạ. Thực sự phải. Luôn ấy. Ừ, thì chơi thôi anh. Ít mẹ sao càng ngày nó đi càng xa hơn mình nhỉ, cay thế nhở. Mình mắc công sửa thuyền, nó quăng vô cột buồm mình là nó muốn chậm tốc độ mình xuống rồi. Trong lúc hỗn loạn. Đừng lo anh, em sẽ làm anh vui. Em ơi, tất cả thuyền, tất cả buồm quay sang bên trái hết cho anh cái. Quay trái, ok. Đây, để em. Bấm chút trái được đúng không Ben? Bây giờ đang bị ngược gió rồi, bằng đúng rồi, quay sang bên trái là được. Bấm AD. Đây, kéo được rồi. Bấm nút A được, sang trái lên nút A nhỉ. Rồi, sang rồi. Còn cái tam giác là để căng cái buồm đi anh. Ok. Rồi, hết cỡ rồi anh ơi. Để thu cái buồm lên. Để thu em, cái buồm em, lên. Em hy vọng là bọn này gặp Dragon để mình bắn nó nè. Thì mẹ bây giờ nó nhảy một thằng xuống đã đéo thủ được rồi, thì bây giờ đánh bốn thằng nó đánh kiểu đéo gì. Sao chuột cái am, mọi người am game này có bị chậm không? Em chậm bay cứt ấy. Kéo lên em. Em kéo mát rồi đấy. Ủa? Cái canon ấy đừng di bằng chuột, cái canon di bằng AD ấy cho nó nhanh. Không, cái am súng lên nè, anh thử am súng nè. Bây giờ thuyền của mình tắt hết đèn đi anh ơi, đừng cho lộ nữa. Mình thuyền mình sáng quá. Đúng. Nó có từng loại súng á, thuyền mình chưa chỉnh súng lục á. Chỉnh tốc độ chuột từng an của từng loại súng đó. Chúng lấy đạn nè. Ô B chỉ là câu chuyện thằng nào lì hơn thôi đúng không? Vâng. Thì mà nếu như mà nó dừng lại bán, nó cũng đeo bán được. Nếu như mà nó thoát ra thì nó cũng mất đồ. Hồi nãy định vào A-Bot đó anh, nhưng mà mình dí nó chạy mẹ rồi. Em nghĩ là thuyền thằng này vắng anh ạ, tầm 2 thằng. Ờ anh nghĩ là nó cũng vắng. Nhưng mà nó mới sợ mình. Nhưng mà nhìn là biết là nó có một vụ là đầy thuyền rồi đấy. Nó chơi thuyền 4 để không bị ăn hiếp anh à. Thôi, kể cả anh em mình vừa xem đá bóng vừa lủi thằng này cả đêm cũng được. Đi phải xem nó thằng áo lì hơn. Đó, chính là lên lóc mình xuống lục nè. Và luôn một bước là cái sắt gần. Cái kia là thế thì sợ nó canh thời gian thôi. Lúc mà em cho con bú chẳng hạn nó quay lại tấn công rồi mình mất đi một chiến binh ấy. Không sao, yên tâm. Thế là anh Khôi chưa biết hành tích thì một mình em giết bốn rồi. Em có chết không? Anh ơi, màu đỏ như thế này ra cần hay sao anh ơi? Ủa? Tiếng gì vậy? Đi ra ngoài map rồi đó. Em bị rơi. Không sao hết, đừng lo cho em. Biển đỏ rồi em ơi! Là sao? Ra cần hay sao ấy? Ra cần hay sao nhở? Quay lại đi. Đi ngoài map. Không quay lại được em ơi, phải chơi nó em ạ. Thế từ từ đón em á. Ui. Chắc chuyển dưới cho anh cái. Sửa thuyền em không? Thùng lỗ lớn. Từ từ, nó qua được, mình phải qua được chứ. Xuống vá thuyền đi. Em đang vá được một lỗ rồi. Vớt nước đi. Đây. Hai lỗ này, ui nhiều quá. Ba lỗ này. Đẹp mà, bọn này muốn làm cái gì đây? Ui bên đằng sau này nữa. Ben ơi. Đã. Xuống giúp nhím ơi, xuống giúp em. Em đang múc nữa. Thằng nào giúp nó một thằng vá thuyền này đi. Hai thằng vá đi. Ai vá đi, em múc.
Không có nhá, để tao lên tao điều khiển thiệt nhá. Lên anh, lên anh, lên anh. Từ nhá, em lên em lấy thêm gỗ nhá, hết gỗ rồi. Đây để em vá cho, để em vá cho nhanh anh ạ. Để em vá cho, để em vá cho. Ok ok. Vá trước, vá trước, vá trước. Từ từ nhá, mấy con chó này cũng tắt hết đèn đi rồi nhá. Vá xong hết rồi, vá cho, vá cho. Vẫn còn này. Vẫn còn này. Đây anh lên nó khúc núi nó quay đầu đấy. Anh lên đi, lên đi, múc cho, múc cho. Em lên anh điều khiển thì đi, múc cho. Anh cứ lên, anh cứ lên được rồi, bọn em lo được. Rồi nhá. Cái thuyền này, chúng mày lo đi nhá. Làm lục mất dấu đấy ạ. Cái biển này. Này đi ra ngoài mát là đỉnh gì đó. Thuyền sẽ bị thu thập. À đây được kiểu ngoài bo đúng không? Ui thuyền nghi đấy. Ui thế con chó này không sợ à? Tao bây giờ tự hủy hình sao? Ok á. Ơ sao chết liên tục vậy? Ơ xem bị kéo đi đâu vậy? Cho mẹ nó tự hủy á nè. Vãi lồn. Vãi cả bìu chơi tiêu cực vậy. Ơ. Ủa. Nó đi ra ngoài mát mà nó nhìn. Ô. Vai bèo mất hết đồ luôn. Ô. Khao nị ma. Là sao ạ? Ô. Thế thì nó cũng không được gì à? Đúng rồi. Ô. Có mấy đứa nó thiện đi ra ngoài mát được ấy. Sao thuyền của nó đi ra ngoài mát được mà mình đéo đi được? Ôi giời ơi. Thế mời đéo gì? Anh ơi bọn này nạp tiền rồi, chó má thật. Ok. Ôi chơi thế chịu rồi. Chơi thế chịu rồi thì mẹ. Thịt mẹ game tiêu cực thế nhở. Fuck. Game pay to win, quả cả bèo. Cả bèo thật. Đi đâu này? Tao xem upport gần nhất ở đâu đó. Xem với. Em vào vị trí kéo neo rồi này. Của upport nó có hiện tên không ta? Nó có chữ đó, sẽ ghi là upport. Nó chữ upport anh. À đây đây. Kìa. Ở trên kìa. Qua phải xíu. Hướng N, thẳng hướng N lên là đến đây. Xuống nhổ neo lên đấy mọi người, xuống thuyền đi. À xuống buồm đi. Nhặt hết đồ chưa đây? Đẩy đi bé này, đẩy đi. Chứ bảo bé tí à. Mẹ nó cày thế nhở. Ok này, xong này. Oh. Happy birthday to you. Hay này, bài này hay này. Quẹo trái, coi ơi, căng hết bờ qua trái. Căng bờ ok. Mắc buồm sang phải cho anh, Quá. Sang phải. À không, sang trái, anh nhìn nhầm. Sang trái. Sang trái. Mày làm mẹ, chuyên trưởng đấy. Ok, em làm được, em cũng làm rồi đấy. Ui, luôn cũng bảo em nhờ. Kính lão lắm họ đó nè. Mày phải đi theo anh thêm khoảng 5-10 năm nữa, nhím ạ. Rồi mình đi hướng N đúng không anh? Em lái đúng đến đấy luôn này. Mình đi NW đúp em ơi. NW ạ? Ờ. Dê Zubala là cái gì đây? Ơ địt mẹ, con chó ở ngay bên phải kìa. Đâu anh? Vẫn nó kìa. Để vô lại. Địt con mẹ mấy thằng lồn nạp tiền này. Ơ nó bây giờ nó lại đi ra này. Chặn đầu anh lo anh. Anh ơi, nó đi về hướng đầu lâu anh ơi. Nó lại đi ra này, mẹ chơi được không? Chơi. Chơi là vì cay với thằng này chứ. Đúng là thế thì nó biết rồi, nó lao vào đấy để mình chết xong nó lại đi ra này, nó chưa bán được đồ em ạ. Bây giờ nhá, nếu như mà mình gặp nó mà nó lại quay đầu lại để nó phi ở trong đấy nhá. Là chứng tỏ mấy con chó này là chứng tỏ mấy con chó này rồi đấy. Mẹ cay thế nhờ. Hết buồm sang phải của anh cái. Hết buồm sang phải ok. Nếu mà được em nhảy sang xong em cầm mấy quả cầu lửa em ném vào lửa thuyền nó luôn là hợp lý này.
Đéo ăn thua, bọn nó giết mày xong bọn nó dập ra một điểm thế. Bọn nó vẫn lái được thuyền. Cho nó mất thời gian dập anh. Mình phải gây nhiễu như anh. Nếu mất, mà mất lái gần được thuyền ấy. Như kiểu nó chơi vừa nãy là hợp lý đấy anh ạ. Qua giết nó xong rồi vẫn có người phải bắn canon rồi nó mới chìm. Vâng vâng. Ôi nhờ mình có mỗi hai quả cầu lửa thôi ạ. Chắc chiêu gì mà tèo 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 tèo. Mà cầu lửa ném người á, ném người chết em. Nhưng mà mày biết hai cái khẩu móc lại gì không? Móc cái thuyền nó lại cho thuyền mình để mà sát với nó xong rồi anh em mình nhảy qua xiên nó. Bà bà em biết rồi, em biết rồi. Từ từ, tao lùm đèn lửa đã, tao phá hai cái cánh bờm đã. Đạp đạn đây anh ơi, trời ơi. Con luôn chơi chơi đạp đạn này, con luôn chơi đạp đạn này. Tèo 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 đèo đèo đèo. Tèo 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 đèo đèo. Tèo đèo 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 đèo. Tèo đèo 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 đèo. Bịt mẹ quay đầu ngay, mẹ con chó này. Cái đúng nó rồi anh ơi. Nó chưa cùng cái rồi, nó chưa cùng cái rồi. Không 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 không, nó thả neo quay đầu em ơi. Bọn này biết chơi đấy. Nó thả neo, nó quay thuyền đấy. Bây giờ nó lên neo này. Đi con mẹ bọn này. Chiến thuật, chiến thuật. Nó quay đầu anh ơi. Này mấy con chó này. Nó lại vô cái khu nãy đó nè. Đúng rồi, nó lại vào đấy rồi. Khải chết này. Ít mẹ, chơi bẩn thế nhở. Làm dụng kiểu này rồi. Anh có nhớ cái đảo lúc đấy nó hồi sinh không? Hay mình qua đấy mình đợi sẵn? Không. Không, nó không có chết được anh. Căng thuyền mắt trái. Ở lộn căng bờm mắt trái. Chuyển bờm sang trái ra đây. Được ấy. Thì nó đi ra đó được không sao? Nó chủ động nó nhận trước xong rồi đi ra đó nó trốn mà. À, mày chơi ăn gian thế nhờ? À, giờ mới biết không? Chơi bời vãi cứt thế nhờ? Quay. Bỏ nó nha, anh quay về nhận nhiệm vụ nhá. Em ngồi lên đây, bỏ đi, mẹ đi. Ủa thông mít như thế nào anh đâu nhờ? Hỏi tao, tao biết đéo được, mày dùng sao cả khác tao mà. Sao mẹ gối rồi mà, ngày xưa anh thông bằng đó được mà. Úi úi. Uầy, được tiền này. Ờ, được 2.500 này. Nhiều tiền đó. Đi đủ lâu. Này bên mình giả vờ quay đi là tí nữa mình theo dõi trên bản đồ là mình biết luôn là nó ra đấy, xong mình đánh úp nó được ấy. Ông con chó này hèn lắm anh ạ. Nó đang quay về nó định bán đó anh. Thì đúng mà, bên nó phải quay đi bán mà. À, không phải nó bật cờ đâu anh ơi, mà ai lụm cái đó là hình như là bị xăng hay sao á. À, ừ đúng. Không phải, cái cờ của nó là cái cờ. Nhưng mà cái cờ nó cái theo một cái phe, không bây giờ nó có phe phe đi săn thuyền người khác hoặc là phe à thợ săn tiền thưởng à. Ờ, nó treo cái cờ đó thì nó đi làm những cái nhiệm vụ của cái phe đó thì nó sẽ lên mấy cái bạch bạch đấy, cái bạch càng ơi. Cao thì nó sẽ được càng nhiều tiền. Đảo trên trời kìa. Đâu kìa. Wow. Cái cờ đó mình treo cũng được luôn á, mà mình treo thì mình bán đồ nó sẽ được thêm một phần nữa, một phần phần trăm tiền thêm. Thì phải mấy con chó này hèn thế nhở? Rồi đi càng lâu là cái phần trăm nó càng cao, nhưng mà bị lộ trên map, người ta sẽ đi săn mình. Đấy, cờ nó là được 3 bạch rồi đó, là nó cũng nhiều đồ hết rồi. Ủa, thế à? Làm theo để lên được cái cờ đấy em? Đi, đi đánh đâu lâu có kiểu đấy à? Cái cờ của nó là cái cờ đầu lâu đó là cờ của đảo Ripper á, hay đúng cái đảo đó nó treo được. Còn cờ thương nhân thì mình treo cũng được, Outpost nào cũng treo được cờ thương nhân đó. Cờ thương nhân thì mình bán đồ bình thường thôi, còn cái cờ của nó là chuyên đi săn người á, săn thuyền khác để nó lấy đồ.
Ủa, mà nó đi săn thuyền khác toàn tự sát thế này chơi gì? Thì nó chỉ thăng mấy đứa nhỏ nhỏ anh. À trời ế. Địt mẹ gặp cờ mình, gặp thuyền mình ở trong cũng hãi đấy em ạ. Sơn xiếc các thứ, cờ đầu lâu. Ô mình bật cờ đầu lâu mà anh. Nhưng mà đầu lâu nó khác, đầu lâu nó là đầu lâu có đồ em ạ. Nó phải như đầu lâu mình. Mẹ cay thế nhở. Ôi bên kia có cái đảo gì xanh xanh gì anh ơi. Đảo đánh được á, cái đó là cái kho chét á. Nó vô đánh mình không được rồi. Thôi làm một cái tàu tếu trước đi, xong làm xong tàu tếu anh em đi làm cái đảo đầu lâu là hợp lý này. Tới nào boss chưa anh? Gần đến rồi em ơi. Bên phải xíu nữa anh ơi. À, thả cất cho anh cái buồm ở giữa xuống đi. Kéo cho anh cái buồm giữa lên. Kéo buồm ở giữa. Oh. Chuẩn bị thả neo nha, không là tao hơi mệt đấy nè. Tại vào vị trí rồi. Lúc nào tao bảo thả. Tao thoải mái mà. Ok anh thả vậy anh coi. Ok à. Đã kéo tết okay. Trời đeo ơi. Ê, anh xuống đi. Anh xuống dưới cỏ thuyền đi thôi. Đây mà chịu mày luôn á. Em biết đâu, em tưởng là bấm vào thì nó phải vào vị trí quay ra bấm phát nó thả luôn. Ủa, đó giờ chưa thả neo bao giờ à? Chưa. Thả neo anh quay từ rồi dừng nằm với neo nó mới xuống. Em ơi, hết buồm sang phải cho anh với. Qua này. À không mát phải đâu. Nào gió căng nhất có thể là được. Gió căng là được. Gió căng là được. Ủa ai thả ai căng bìm bùm giữa xuống vậy? Hơi xèo xèo một tí tao, thôi. Tao. Kéo buồn giữa lên thôi anh kia. Chuẩn bị neo thôi. Kéo anh vào thả đi thả. Ok. Anh ơi neo đi anh ơi, neo đi. Chưa. Chưa, đỡ chuẩn. À, mày là thuyền trưởng à? Neo ơi. Rồi, ok. Ôi nghe bên trái cục gì phát sáng này. Ui, phanh kít lại luôn mà. Rồi đây. Đi, bây giờ nhá. Đằng nào mất công xuống nhận nhiệm vụ rồi. Bây giờ trước khi nhận nhiệm vụ anh em lút hết đồ đi. Pháo phiếc rồi là đạn, đồ ăn. Ben này. Dạ. Bao giờ mày mới lớn hả Ben? Tao à? Mẹ mày nói thế rồi ra đây cặp dao. Ủa em đi lấy đồ cho mọi người mà. Cắm hết rồi. Thì cắm đi xong rồi đi. Bộ cắm như nào ấy? Ép. Em có thấy đâu nhở? Mày cắm rồi còn gì? Đây rồi. Mày có cảm nhận được nó không? From beyond. Dịch tiếp đi. Mấy lần kia đơn giản anh ơi. Lắm bồm. Now though a new danger is coming on the tides, already changed this world to its liking. Wow, toàn từ dễ dịch mà. What it wants can't be found. It will take everything. Want to know its name? No. The one who brought this ruin lie in iron below the feet of the ferryman, trapped for all forever in the sea of the damned. Sea of the damned, kìa. Nobody but its captain may tread below the deck of that ship. Bảy dịch hậu đi bảy. Quay tàu còn học dùng cái đen anh ơi. Đang kể chuyện về một vị thuyền trưởng đó đúng không? Your destiny might be there.
Rồi, mình sẽ không được để ông kia bắt mình. Chưa nghe kỹ chưa, anh? Nghe kỹ, nghe kỹ. With your heart still, nói chung là liên xuyên lắm anh ạ. Đồng ý này. Nó cứ hùng mình ấy. Đang dẫn chuyện. Đây nó chỉ cho mình cái gì ấy. Cho cái đéo gì này. Bó quẻ. Sóc lọ. Đúng sóc lọ đấy. Cho à? Bột. Hình như định nặng tỏ he sao anh à? Đâu, bà này là tay chơi bia, đây là zoom. Ui à. Uầy, magic. Làm phép. Uầy, cổng thời gian à. Uầy, đấy. Cái tiếng nhạc là hợp lý này. Rồi đó. Đó, đây. Mặt em có cái cổng tele này không? Uầy, đấy, mình là cái thuyền này đấy. Mình sẽ phải lao vào cổng tele đấy em ơi. Đi em. Đi. Nó bảo mình đi qua thế giới khác nè. Đúng rồi. Nó bảo travel to another world. Đi. Đây rồi, chúng ta đến tận thế giới rồi. Kéo neo lên các em ơi. Thế hệ tội tệ tới rồi. Kiếp tay sắt. Kéo neo anh ơi. Anh môi chân lửa. Khôi ơi, kéo neo Khôi ơi. Đây kìa. Anh Khôi chấp bờ. Lúc nào anh bảo em đi dọn nhà thì em hãy dọn nhá. Em cứ chủ động đi dọn trước. Việc bây giờ đang là kéo neo. Tao chùi trước cho sạch anh ạ. Tao qua tân thế giới người ta chê mình bẩn. Nhím u sốt. Gì đây? Hạ cho anh cái buồm ở giữa xuống với. À kéo lên. Anh không nhìn không, thấy gì em cả. Là chop, em là chopper. Ủa kéo lên làm gì anh? Kéo lên anh không nhìn thấy gì cả, đi chậm thôi, đang thuận chiều gió em ơi. Rồi ok, rồi. Thôi tí thả sau cũng được anh ạ. Thôi kéo ít được. Rồi. Uầy, tới rồi đây. Cái này bé này ngồi kiểu ngầu bé này. Mấy anh em ngồi một bên. Vào nhá. Trời, nó bảo là nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta nè. Cái chết đang đến rất là gần. Ôi em đứng ở đầu thuyền em vào trước rồi này. Ui chết mẹ rồi. Ui từ từ. Hình như mình đi xuống địa ngục hay sao anh ơi. Từ từ đéo có gió. Đây có một con chim. Dead man theo nhau theo anh ơi. Ui ở dưới bản đồ mất rồi anh ơi, không thấy gì. Ok nhá, mình vẫn đang đi nhá. Như đây không cọc mồm. Như con quạ. Con quạ nó nói chuyện với mình hay sao ấy. Đúng rồi, con quạ nó đang cho thông tin đây. Đây này. Con vẹt đeo có bữa tối. Ok, đâu rồi. Con vẹt này giống của cái ông gì tàu vẹt đen đó nhờ. Đi đảo một vòng anh xem nào. Ui bên phải có một cái thuyền đắm này. Bên trái em con này. Ui, bên dưới nhiều thuyền lắm anh ơi. Nhiều thuyền con lắm này. Bơi sống, bơi sống anh ơi. Ngày trước mọi người có phim chưa? Chưa, xem gì? Hình như là đây là phần 1 đúng không? Thì bát à? Đây là những người mà hy sinh trên biển á, họ đang đi về thế giới kia. Giống trong phim á. Holy fuck. Thế mình đi ngược lại là mình chưa chết. Đúng rồi. Mình đã chết đâu, chẳng qua là mình đi xuống dưới này xem bọn này nó chết, nó ăn uống có đầy đủ không thôi mà. Ui em thấy ai này, ai donut. Ui mình nhảy xuống làm sao không anh? Bogus đi ai. Không biết lúc nào. Trong phim mà nhảy xuống thì bị kẹt đây mãi mãi nhưng mà. Ôi. Không nhảy xuống được anh ạ, không nhảy xuống được. Không đi xuống được luôn. Ui, con này đang kìa. He comes seek an adventure and salty old pirates, eh? Sure you've come to the proper place. But keep a weather eye open, mates, and hold on tight with both hands.
Ui, có thuyền ma kìa. Nó kêu mình giữ chặt ở đây. Đây là hầm chứa của Davy Jones. Ui. Tức ra ngày xưa cướp biển chắc quá đó chứ nhỉ. Biết rồi, thế là tính ra mình phải xem tóm tắt phim cướp biển trên này là hợp lý. Ui, cái này mà có một bạn dịch cho để mình hiểu hết được cốt truyện thì nó lại cuốn vẽ cứt đấy nhỉ. Đúng rồi nào. Ui, có mấy thứ phức tạp lắm anh ạ. Ui, ơ thì mình đi ra luôn ạ. À? Ha! Ờ, xong rồi. Chưa. Không bắn được anh ạ. Tàu Gorigudi. Ui. Nó hút em đi đâu vậy? Từ từ, không phải. Lại đi thông ra ngoài luôn à? Vâng. Không, mình đi sâu vào thế giới của nó hay sao anh ạ? Ô kìa, ra ngoài. Ô, mẹ mày rồi. Ben, mày bị cháy, Ben ơi. Ôi, neo xuống kia, neo xuống kia, neo xuống kia. Nhanh. Rồi, neo rồi. Ủa, nó có chỉ mình đi đâu không ta? Rồi, mày đấy, từ từ, nó chưa chỉ, nó chưa chỉ. Để anh mở quét lên xem nào. Bấm quét sao anh nhỉ? Em nghĩ mình phải vào cái nào xuống, xuống bàn, xuống bàn thuyền trưởng, xuống bàn thuyền trưởng. Đây, có quyển sách đây. Đâu rồi? Xong rồi anh độ cháy đấy. Bấm rồi. Anh mà chuột phải là nó... Đây, mày ơi. Nè, bấm chuột trái cái. Chuột trái cái, rồi, bấm R lại. Ủa, muốn qua trang như thế nào ta? Để được. Buông ra. Cháy thế nhờ? À, đây rồi. Ui, nơi mà cướp biển có thể sống vĩnh viễn này. Đi, có mẹ nó hướng dẫn che mẹ. Đây rồi. À, một nơi nhiếm. Mà một nơi mà tất cả những hải tặc đã mơ để sống suốt đời anh ạ. Ui. Chết rồi, em bị rơi mất cái quyển đấy rồi anh Độ ơi. Mẹ tao có nên kiếm một bạn nam mà hiểu về trò này và thích về cướp biển để mẹ bạn dịch cho bốn anh em mình không nhỉ? Nè, anh Độ ơi, rơi cho em đi, em bị rơi quyển đấy rồi. Căn này nó bị văng. Chụp phải anh ạ. Đây đấy, đúng rồi. Mình phải tìm cái nạn tiếng cá, xong rồi tìm tới cái cánh cổng. Đấy, dịch đi nhím. Em bật lại sang đầu đi. Ý mẹ rất bị. Sang đầu à? Vâng. Trang đầu là giấc mơ của thuyền trưởng về về câu chuyện Vĩnh Hằng rồi. Đây trang 2. Dịch đấy. Ủa, sao cuốn sách của mình đâu rồi ta? Em hiểu nhưng mà em không dịch được anh ạ. Trời ơi. Trời ơi. Để em sớm lấy sách em dịch cho. Rồi. Mấy cái từ này nhức đầu. Nó kiểu bị Bây anh bảo chúng mày bị chuyên sâu quá. Chúng mày có muốn người dịch không để mẹ anh kéo một bạn ấy dịch cho từ đầu đến cuối luôn thì sau anh em mình chơi mới hiểu được. Ừ chứ mẹ toàn thằng rút tiếng Anh chơi vời đéo gì. Ông cái từ này phải làm cướp biển mới biết được anh ạ. Em nhưng mà có cách nào để lấy lại quyển sách không anh? À có thằng Dép không nhở? Ừ đấy, thằng Dép hợp lý này. Có cách nào để lấy lại quyển sách không anh? Em đợi thằng Dép cũng chịu để quy nhá, xong sờ bay xong nhấn bấm R. Đừng có lít vô cuốn sách, lít vô cuốn sách, giấu cuốn sách đi. À, đây em thấy rồi. Chỉ cần để chụp xong rồi tắt rồi. Anh ơi, xong lật sang trang một lúc nào? Hiểu rồi. Không phải tất cả những ai từng thám hiểm đến đây dịch chay thì được, chứ mà để dịch đều có ước mơ như thế anh Độ ạ. À, ví dụ như trang 2 không phải ai đi tới đây. Điện thoại anh chắc xịn lắm. Bây giờ anh chụp cái hình đó, nó tự chết được anh ạ. Có rất là nhiều quỷ dữ.
tới đây để kết thúc giấc mơ của những người đó. Những người đó là ôi trời, mạng điện thoại có chức năng dịch theo hình mà đúng không nhỉ? Xong nó còn phát ra tiếng nữa anh ạ. À. Dịch như nào nhỉ? Em nhỉ? Nó có cái kiểu mà chụp để vô xong nó có cho, chữ cho xin cái phần mềm ấy. Bạn vào translator của Google ấy. Xong nó có cái phần chụp ảnh ấy. Anh ơi. Ơi. Thì tuy là mình là cướp biển chứ mắc ỉa quá giờ phải đi ỉa nha. Địt. Anh cứ ngồi dịch đi, đau bụng quá nè. Đuổi thằng này xuống thuyền. Bird duty. Quên nó còn có dịch cả như thế nữa này. Ừ, nhưng mà dịch kiểu này hơi lâu. Có cái phần mềm nào mà dơ cam lên cái nó dịch đấy luôn không nhỉ? Không phải tất cả những người hành trình ở đây đều có giấc mơ cướp biển trong trái tim. Ừ. Rồi xong lại còn phải bị bạn dịch câu khác thế. Bị cay thế nhở? Đã thì dịch như này được. iPhone có sẵn dịch thuật không? Có không nhỉ? Làm sao mà dơ cam lên cái nó dịch được luôn ý. Uầy, thế thì nó lại tiện về đấy nhỉ? Dịch được nhỉ? Ui, hình như dịch được này. Đúng không? Được. Đi mọi quyển sách đâu rồi? Ai? Ơi. Ai, để tao dịch cho chúng mày nhá. Em đưa cho anh đường này. Tiếng Anh sang tiếng Việt. Xịn vãi đái thế. Một cái ác khốn khổ tìm cách kết thúc giấc mơ. Có những người sẽ phục vụ nó đau lòng vì một thời đại bóng tối cho kẻ trộm này. À, tức là thằng nào mà trộm cái này thì mẹ mày sẽ chết. Một người khác bảo vệ cánh cổng giữa các thế giới. Đó là người lái đò. Tức là có người lái đò sông Đà. Người lái đò sông Đò em ạ. Giấc mơ cướp biển. Thằng đéo nào cũng thích. Giấc mơ cướp biển là tự do. Nhưng bây giờ một số phần tồi tệ hơn cái chết đang chờ đợi tất cả những ai muốn nó. Trang này em hiểu nè. Trang gì rồi, tức là người bảo vệ không có sức mạnh ở đây. Người bảo vệ biết điều này. Nhưng mà nó có nghĩa vụ thề là sẽ giết những ai lấy những cái này đi. Đây là tao tóm tắt thế nhá. Một tù nhân được mang qua những con sóng vĩnh cửu và không có tên cướp biển nào từng thấy. Không phải trong biểu của con sóng. Ít con mẹ em thể dịch vãi cả cứt thật. Cái biểu. Ui, đây là câu chuyện, bảo sao nó khó dịch em ơi. Đúng rồi, nó khó dịch lắm luôn ấy, nhưng mà tao vẫn hiểu. Câu chuyện là như này. Nói chung là nó có một câu chuyện. Nhìn vào chân trời xanh, chỗ có ánh sáng sẽ đưa bạn đến bến bờ biển bị nguyền rủa. Để cứu giấc mơ này, cuộc sống của một người phải được cứu. À, tức là mình phải cứu một người trước để có thể tiếp tục đi. Hết mẹ rồi. Thế thôi á? Thì tóm vâng. Lại là mình đi kiếm cánh sáng xanh thôi. Ủa? Là mình đang ở chỗ cánh sáng xanh đấy. Không. Mình phải đi chứ anh. Em ơi, ở trang cuối cùng nó có 3 ngọn hòn đá với cả có một cái ánh sáng chéo lên trên cơ. Vâng. Mình phải đi tìm nha, mình phải đi tìm cái chỗ đấy. Mình đi dạo xung quanh đây. Mình phải đi xung quanh chỗ này để mình tìm cái chỗ đấy anh ạ. Từ từ nhá. Đây có nhìn được bản đồ không nhỉ? Có chứ đúng không? Ui, đéo nhìn được luôn ạ. Anh ơi, ở đây có cái đảo này, có cái đảo này, em nghĩ là mình phải anh nghĩ là đi một vòng quanh đảo đi. Để vâng. Mình nhìn thấy có bao hòn đá chụm lại là được. Lên neo cho anh cái. Ok. Thế chắc chắn là nó đéo phải là cái này rồi đấy. Cũng đấy như là cổng về của mình sao? Địt mẹ sao đéo lấy kiếm ra được nhỉ? Chúng mày lấy kiếm ra được không? Được anh ạ. Kiếm ra đâu?
Số 1 hoặc là số 2, không thì anh lắp cái khác rồi. Ba hòn đá trụm lại có ánh sáng xanh. Ê ơi, ví dụ. Ô, cái gì đây? Ok cái gì đây? Từ từ, mắc đi trái mà sao đấy nhở? Đi đi cái đó hay sao? Không có gì anh ơi, không có gì ở dưới. Vỡ không, có vỡ không? Không. Nãy ăn con cá trên biển đau bụng quá. Không có gì ở dưới anh ơi. Từ, thế là nó đéo cho đi ra, thì phải đi vào à? Anh bảo. Thế thì câu chuyện nó đéo phải là đi quanh đây đâu, phải vào đảo này rồi. Đúng rồi anh. Xong mình sẽ tìm bây giờ nhá, anh đi qua cái chỗ mà mấy cái mũi cọc của dựng lên. Mình phải vào cái đảo mà anh, tại vì nó có cái đảo ở đây, chắc chắn nó phải có cái gì chứ. Đúng rồi, bây giờ mình vào cái đảo này, xong rồi tìm ba hòn đá trụ lại với nhau tạo thành một cái ánh sáng. Không, anh ạ, tìm hình như tìm cái cửa hang hay sao á. Ừ, hoặc là một cái cửa hang gì đó. Ok. Ủa anh đi quay ra đâm ở đây ạ? Nãy vừa bảo với mày xong là anh em sẽ đi một vòng đảo để xem có cái gì không. À, em tưởng anh bảo cái vòng đảo trước mặt cơ. Vòng đảo trước mặt nào? Đây này, cái vòng đảo to này này. Trời ơi, bao giờ mày mới lớn hả nhím? Bây giờ thế này nhá, đúng là cái đảo to này thì muốn đi cái đảo to này anh phải đâm thẳng xong anh rẽ trái để đi một vòng quanh đảo đúng không? Vâng. Thì tự nhiên thuyền nó bị mất phương hướng ấy, xong anh phải quay lại đấy. À... nó vừa cọt xong đấy, bây giờ nó đéo cho mình đi ra ngoài, hiểu chưa? Yep. Hiểu chưa? Bây giờ mình vô cái đảo này, xong mình tìm một cái cửa hang. Thịt mẹ, câu chuyện này đéo hiểu sao chưa? Súng với cả ấy của mình ở đâu nhỉ? Anh xuống anh cài vào đi. Neo lại em ơi, neo rồi. Trời ơi. Má, các em phải có thể tập trung một tí được không? Ủa? Phát thuyền đi. Trời ơi. Phát thuyền. Không ai neo vậy. Đang rồi. Múc nước đi mọi người ơi. Phải phân công luôn, có người đứng ở chuyên chuyên ấy neo luôn. Từ vẫn thủng, thằng nào đóng mẹ. Ô, có chuột anh ơi, có chuột con mẹ à. Uầy, nhạc kinh dị nổi lên rồi đấy. Vá chưa? Rồi nè. Từ từ nha, lấy súng. Xong mình lấy sẽ gặp người gác cổng. Để mình lấy cái gì ở trong này này. Ok. Em xuống trước nhá. Số 1, số 2 đúng rồi, tại sao? Không, nhiều khi nó hãm liền lắm anh ạ. Sao đeo bơm xuống? À, nó lại bị cái này. Mẹ là sao tắt cái này đi được nhỉ? Ừ. Tắt cái này như nào nhỉ? Âm u lắm. Cái ngôn ngữ đúng không? Mấy cái ngôn ngữ quên. Ừ, đúng rồi. Như nào nhỉ? Quên mẹ rồi. Đâu chờ anh đổ với mày. Vâng, em đang bấm cái này. Tím luôn, cần chân xíu thấy gì. Nó có cái tổ một tím này đổi á em. Bỏ anh tím. Ngày xưa em nhớ mình cài được nút hay sao ấy. Cài được nút tắt cái phím chuyển. Keyboard Adventure Setting. Rồi. Ba option. Advanced. Change key. Not acid. Ok, not acid hết rồi mà. Sao đấy nhở? À, có cài nút ở đây mà anh. Bucket này. Bucket là nút B. Rồi, lên thuyền đây. À, lên đảo đây. Để rồi, em lên này nhá, em lên nhá. Đây. Cẩn thận nha, sẽ có một đầu lâu đấy. Phải này. Sao chúng mày cứ cháy đấy nhở? Đây rồi. Anh cũng cháy mà. Anh cũng cháy mà. Anh cũng cháy à? Đừng này, có ông già. Đây rồi, ông nè. À không, ông này bấm vào là để quay lại thuyền. Phải không? Vâng, đúng rồi. Bấm lại để quay lại thuyền. Thế mình đi đúng hướng rồi, anh ơi. Ai mà tìm, đúng rồi, mình tìm mấy cái vách đá. Ui sợ thế. Ai cái cổng lên ơi. Ui. Ủa cái gì đấy? Burn bright.
Wildlander tôi tách vào lên đấy nghe. Em bú được gì bú đi. Cái lửa đó là từ ai đốt cái lồng đèn, đốt cái lồng đèn, đốt hai lồng đèn. Từ lấy cái nào để đốt anh? Can not take for long sâu, cái đèn này không lấy được rồi, không lấy được này. Dơ lên, bắt chuột phải dơ lên. Được rồi, không được. Ồ, đây, em lấy được rồi này, em lấy được một cái rồi này. Rồi, hai cái. Ui. Ui, sợ thế. Ui, mình phải đi theo lửa anh ơi, mình phải đi theo cái lửa. Ui, ở đây có bộ xương này. Nó có đánh mình không? Ui. Không, châm đi. Đấy. Châm nốt cái đuốc ở kia mà. Đấy. Không được anh ơi, ở đây không được. Tức là đây có đường trong này, có đường trong này mà. Đâu? Đường đây thôi. Đây. Ui đuổi không đi được anh ơi, gai nhọn lắm. Gai nhọn lắm. Thế từ. Ủa? Từ. Thế phải có một cái đuốc, hai cái đuốc em phải cháy nữa cơ. Em đốt một cái đuốc ở đây. Không, hai đuốc này. Ủa, thế thì sao nhỉ? Nó không nhận. Ôi giờ sao ta? Sao nhỉ? Từ cái này. Đào cái đéo gì đào run à? Lấy đi tí câu cá. Giờ đây có cái gì đấy? Ủa đây có một cái đèn nữa sao đéo thắp? Bà thắp rồi. Thắp hết rồi mà. Ê chúng mày thắp đuốc kiểu gì đấy? Dơ lên nè. Dơ lên xong bấm R ấy ạ. Sao đấy được nhỉ? Được đâu. Thắp hết rồi. Cái gì ta? Nó đéo nói gì về cái này nhỉ? Đọc lại sách cho nào. Đéo có gì cả. Ủa? Là sao? Nghe không? Ủa? Đám thấp chỗ này. Ok. Đám thấp chỗ này. Cái số xương trên kia ai thấp thì. Thấp rồi. Nhưng mà đúng là chỉ có thấp đèn không mà cửa tự mở. Ủa? Thấp hai cái rồi nó không mở ta? Thiếu chỗ nào nhờ? Chắc chắn là có huyền khúc ở đây. Có huyền khúc ở đây rồi. Giờ có chỗ thấp hả? Không anh ạ, không có. Ơ ừ. Thì đéo nào nhờ? Anh ơi, phải tìm xung quanh chỗ này thôi. Ủa đây còn cái đèn nữa mà. Sao đéo thắp? Đâu anh? Ôi giời ơi. Ui à ơi. Ngày xưa bọn cướp biển nó mang đồ vào đây nó giấu ấy mà. Đây này. Má hôn nó này. Ấy. Ôi một cửa này. À thế đi đâu phải thắp đèn đấy. Ui. Đây đường. Đây xem câu chuyện ngày xưa này. Lời nguyền của Dead Man. Đi tiếp là sẽ bị. Ôi, nó còn lấy mũ hàng này cơ. Để mình mà không sợ rồi nguy hiểm. Anh ơi, nó chỉ mình đi cái hướng này. Đây này, nó chỉ mình đi hướng này. Bọn này đéo sợ lời nguyền rồi. Ủa, đây nó đây. Cuộc sống cướp biển của tôi. Qua đây mọi ơi, qua đây. Ủa, đây xong rồi, bọn nó sống ở trong này luôn á, vãi cứt thật. Đôi bạn chỉ cốt ở đây. Nó bị nguyền đấy. Tụi nó trở thành linh hồn bị già kẹt ở đây. Nhưng mà nó bất tử nè, nó được cái bất tử. Nhưng mà nó chỉ đi vào buổi tối thôi. Ui,
tôi bảo nó nhậu vậy. Bỏ sống trong này, bỏ sống trong này anh ạ. Đâu, đây đây là bộ xương của bọn nó mà anh. Thì nó đúng không? Gặp nhau đấy là cái duyên này. Mời anh em một ly nhá. Đi phải xong nó rút súng nó bắn nhau luôn này. Ôi. Điên mồi ơi. Cửa. Ồ. Cần một cái tay nắm. Cần gác. Cái tay quân gác. Ở dưới chắc chắn ở dưới. Nào cần gạt ta. Ông mới cần gạt gạt ở đâu vậy? Đây này, cần gạt đây này. Ui. Giấu trong này luôn. La tập trung. Sau lưng rồi. Ui, mà chơi này xong chắc tí phải xem cướp biển lại quá. Đây rồi, để vào trước kìa. Em nhặt hết coi. Không sợ thì mình không sợ. Ôi, bỏ bê đồ trong ngoài này thôi. Bỏ bê đồ này. Bê đồ. Ôi, nhiều đồ ăn lắm. Có cục pháo hoa này. Men đều đồ chèo. Cho những ai mà dám đi tìm kho báu này. Tao ra nhiều thằng đi tìm lắm á. Thắp luôn anh ơi. Thắp rồi. Ui, nó đi thuyền. Lê, nhảy lên thuyền của nó. Ok. Ui, sao bọn này nó giấu cái kho báu xa thế nhở? Phải kín anh ạ. Quả nhóm có báo là xịn lắm anh ạ. Em nghĩ là thế. Anh đội ơi, để em đuôi anh một tay. Ok, em nhìn nhá. Ôi, cảm ơn đội. Hôm qua đây. Ôi, nhiều đồ ăn lắm. Ôi, nhiều đồ ăn lắm nhưng mà không cần lắm. Kéo đi anh em ơi. Ôi, cho đồ ăn này đi đến nhau đấy. Kéo đi anh Khôi ơi. Ui, nhảy qua. Ui. Ủa, hai cái xích này. Ui, người ta tới đây tìm kho báu, mình đi tìm trái cây. Fuck. Mình tìm cả gỗ và đạn nữa em ạ. Đúng. Mình cái gì cũng thiếu, cái gì cũng là kho báu đó với mình. Mình nghèo con mẹ mình nhất luôn ấy. Mình phải có cái gì để cứng cái này xuống ấy ơi. Đây, thắp. Phải thắp để nó xuống. Em nghĩ là trong hang này có người anh ạ. Tại vì trái cây trông tươi lắm. Đúng rồi. Mới được bỏ vào á. Ủa, còn thiếu chỗ nào? Đợi thì bộ này qua nè, hình như mà thắp lửa xanh này mới thấy linh hồn bọn này sao á. Ui, thằng kia là thằng cướp biển đấy đúng không? Sao còn mỗi một hòm nhỉ? Nãy thấy bê nhiều hòm lắm mà. Ủa, sao mà nó đi qua được chỗ này nhỉ? Chắc là hòm toàn trái cây, nó nãy nó ăn nhậu dữ lắm á nè. Ủa, vẫn đi qua được này. Nó leo lên này. Ui, gà đạn làm gì? Ui, có khi nào. Không phải, ông thuyền trưởng này ông sẽ giết hết tất cả để ông che giấu kho báu. Đúng. Người chết không có kể chuyện này. Đúng rồi. Nó giấu vô xong rồi giết hết tất cả những người biết. Thế là không ai biết được. Đây. Ui, có khi nào miễn cái lặp lại anh đậu bắn chết một mình không ta? Ok kìa, mình là huynh đệ anh em mà. Em nghĩ anh đi. Trước khi vào ai cũng nói thế nữa. Đây, ông thuyền trưởng đây. Hay là mình thủ tiêu anh đồ trước đi nhở? Ui, nhiều đấy. Ui, nhiều đấy. Còn hai thằng chắc giết luôn hai thằng này. Uống thuốc độc em ơi, uống thuốc độc. Nó cũng chết luôn anh ạ. Ông thuyền trưởng cũng tự tử luôn em ạ. Tức là chúng nó chất kho báu đây, tất cả chúng nó đều chết để giữ cái kho báu này. Vì bọn này suy nghĩ tiêu cực vậy đấy nhở. Thế thì ai tiêu? Ta cũng hưởng nhở. Lấy nhiều tiền về làm gì? Đúng. Ủa, tới đây mình lấy về thôi chứ mình bắt đi tiếp làm gì ta? Anh ơi, phải đi đường trên này. Đường nào? Đây đường trên này. Nhưng mà bọn này bị nguyền rồi. Đúng rồi. Theo phần 1 đó là tụi nó bị nguyền, là tụi nó biến thành xương hết đấy, là tụi nó không có cảm nhận gì về cuộc sống gì nữa. Quá. Cho nên là bao nhiêu kho báu tụi nó đem về, tụi nó không có mua được cái gì hết đó. Ủa, chúng mày lên đường nào vậy? Thấy vô nghĩa. Đấy, đi vòng cái kéo. Kiểu nó được cái sự bất tử nhưng mà nó. Em nghĩ đây là. Đúng rồi, đúng rồi. Em nghĩ đây là sự đánh đổi, trả giá.
Thế là gì? Quá đắt. Sau sự bất tử này. À khi mà mặt trăng chiếu vào hình như nó biến bộ xương đúng không? Ờ. Là biến nguyên đó. Ủa thế nếu mà ban ngày thì nó lại thành người à? Ban ngày nó họ ngày nó thành người. Ờ, của cái thang, của cái thang anh ơi. Nó không có cảm giác gì anh thôi, tức là nó ăn cũng không cảm giác gì hết. Ăn uống vô nó chỉ là chịu cảm giác như cho trong miệng. Nó đâm nó cũng không thấy đau. Ờ, đâm cũng không thấy đau. Lấy dây chặt đi. Đấy. Mẹ cứ phải để tao làm cơ, mày không chịu nghĩ gì cả. Anh thuyền trưởng cái gì? Cái anh ơi, cái này không phải chặt đâu, cái này kéo thôi được rồi, không phải chặt đâu anh đâu ạ, để em làm cho. Ok em nhìn nhá. Đây anh ơi, mọi người. Ui, em giữ thấy ai người qua. Hey. Ui, bông đêm nhé mày, bông đêm nhé mày, bông đêm nhé mày. Nhìn con mẹ rơi cũ rồi. Ui thế, nhưng mà em ấy xong thì em qua kiểu gì? Em phải tính tham, là xong bên đấy thôi em phải nhảy vào đây luôn, xong sang cùng luôn, hiểu không? À. 1, 2, 3. À ok, thế anh độ rồi. Con trưởng ngã rồi. Anh ơi, hay là mình qua. Đây, quay lại rồi. Ê, mình qua được rồi. Ủa, thế không kéo cho anh độ à? Mình qua được rồi. Thuyền trưởng đã bị chúng ta lừa rồi. Đấy. Anh độ kéo được mày, đây này. Đi luôn anh. Chúng ta anh vào đi. Rồi, bỏ thuyền trưởng đi. Đi đi. Ừ. Thôi, thực ra đấy là một bài kiểm tra thôi. Anh Ben định làm phản với anh Độ ơi. Ôi, chết mẹ rồi. Ui, nhiều hình dạng phải rồi. Ui. Ui. Phát cả bìu. Ui, đẹp vậy. Ê, hay mình trượt nước xuống luôn ở đây, bên này có đây làm game đẹp quá đi. Đi xuống thành trưởng ơi. Từ từ, đang xem xuống đường nào đã. Đây, gần này mà, sau lưng anh mà. Ôi, có gửi mới. Thắp lên. Ủa? Đâu, ý gì? Em vừa thắp lên rồi. Mở sắp trang mới rồi. Không, cũng có đâu. Em vừa thắp cái lửa đấy lên anh ạ. Tại thắp cái gì đây rồi. Up and the door. Từ, có hình như có người gác cổng á anh ơi. Ấy nó mở kìa. Wow. Đây là nghĩa địa. Nhặt đi, đây rồi, kho báu đây rồi. Cà chua, có con nút. Ôi kem ơi, kho báu. Đâu. Đây. Dứa. Trời ơi. Đạn gỗ. Gỗ. Đây, chúng ta phải quay cái này đúng không? Đúng rồi, quay đi. Không quay được anh ơi, đi xuống đây anh Đậu ơi. Ô, có thằng nào hát kìa. Ui, siêu đạn pháo. Ý mẹ mới đạn kia đéo lúc đồ thì bắn nhau, mẹ mà đéo có đạn đâu này. Cave thì đi hướng này. Sailor thì đi hướng này. Anh ơi, mình đi hướng nào? Cave là Sailor. Ờ, bên này thì anh nghĩ là để lút đồ. Từ từ xem nó nói gì đã. Nó kêu mình vô đây anh Đậu ơi. Ở đây mình chưa vào cái chuyện này. Đây anh Đậu ơi. Ở đây có kho báu anh ơi. Em thấy lấp lánh. Ủa chỗ này rộng thế. Đây lấp lánh này. Ui. Mẹ bọn nó sinh sống ở đây luôn ạ. Đây là thuyền của bọn nó ấy ạ. Ừ. Kiểu thả ở đây. Thả sức cho nó kìa. Đây anh ơi, để em thả xuống này anh lấy đi. Các cái cây mà... Có chìa khóa này. Bái ơi. Hả? Ủa trông vui nhờ. Nhưng mà bọn nó bất tử thì bọn xanh nó uống thuốc độc nó chết được. Đó là linh hồn. Ô đây là cái ký ức. Cái ký ức thôi mà. Là tụi nó bị nguyên đó. Là tụi linh hồn nó bị kẹt ở đây đó. Nó đâu có bị siêu thoát đâu. Ờ. Ủa anh ơi, cùng cái thuyền nữa này. Từ từ, có chìa khóa để đi ra Grave này, hầm mộ này. À, là cái đường vừa rồi anh. Ờ, đúng, quay đường vừa rồi em ơi. Bên trong này từ từ, em mới nốt bên trong nữa. Ui, nhiều đồ lắm.
Check nốt đi xem còn gì không. Ui đây có nhà luôn này. Ủa. Ui chúng mày ơi. Đây rồi, chúa đảo đây rồi, chúa đảo đây rồi. Đâu vậy? Đây đây đây, chỗ tao, chỗ tao, chỗ tao. Chúa đảo đã đọc báo này. Khăn đọc báo à. Đâu 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 đâu. Đây trên này có quyển sách, tao nghĩ là nhiệm vụ tiếp theo đấy. Đâu 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 đâu. Phải leo lên đâu. Có mở đường anh. Đấy sách đấy. Ê. Anh ơi. Điều khiển được tay của ông kia kìa. À, à. Sao mà mình soi vào, mình soi vào từ để em lấy kính lúp thôi mà. Quá cà biểu kính lúp. Ui. À. Toàn cái thuyền với cái nhom dừa lấy ông nhom. À. Ok, ai chạy em rồi. Ai chạy em rồi. À nó kêu, nó chỉ đến cái dừa ấy ơi. Không, nó chỉ đến cái dừa ở dưới này. Dưới cái cột cờ. Em nghĩ là nó chỉ đến cây dừa ở dưới cột cờ. Xong mình đào lên, mình đào lên. Ừ, mình đào lên đó. Đúng rồi, mũi thuyền có treo một cái bảng. Xong rồi có cây dừa đấy, đào cái đoạn ở dưới đấy. Thế thì nó chỉ là cái thuyền có cái cờ đỏ đằng sau thôi là hợp lý nhất. Đây này, đây này, cái chỗ này này. Thằng nào nó bị treo lên. À đây đây, chỗ này em đâu ơi. Ở đây 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 đây, chỗ này, đây, đúng rồi. Thế thì nó ở đây. Ủa, phải đào à? Phải đào chứ anh. Đào thử em à. Đây đây, em thấy là cái gì đây, group này. Group này. Đây là con run, mẹ. Phải đào không ta? Phải không nhở? Phải đào chứ, kho báu mà. À, đây. Đâu? Nó nói mày không nhờ đâu cao à. Mẹ, đây con run mà. Nó kêu mình leo lên đây. Nó kêu mình leo lên thả nó xuống. Ủa, Clam thả nó xuống. Ủa, Clam. Nó đâu? Leo lên trên. Làm đéo lên được. Sao lên được nhỉ? Ơ, anh Đỗ ơi, cái này có cho lên cao được tít không nhỉ? Không được. Cái giọng nó nói từ đâu ra hả? À, hình như có cái lồng kìa anh Đỗ ơi. Cái lồng cao cao kìa, thấy không? Lồng nào? Nhìn đầu thuyền kìa. À, đéo thấy. Kìa. Có cái cây bên đây nè anh, ngay chỗ chính giữa em này. Nhìn qua cho em. Thấy cái lồng rồi. Đi xem lại cái tranh kia cho nó kỹ xem nào. Đúng rồi, hình như là phải leo lên đây đến đâu ấy. Đúng rồi, cái lồng đó. Nó đang nói từ cái lồng đó. Theo em. Mày phải đi cái hướng này, đúng rồi. Phải đi cái hướng này này. Ủa? Đâu, nếu leo thì phải leo từ đây chứ. Em nghĩ là như là phải từ cái thuyền bên kia nhảy sang ấy. Đây này. Đây mà. Đây bên sao ta? Ủa, đéo có đường lên nữa đường kia coi. Đang tìm đường bên này đấy. À, anh ơi, hình như em leo đúng cái sao ấy. Nó bảo là, xong nó cười em, xong nó bảo phải trèo lại again này. Đường khôi có khi đúng hơn đấy. Đường em lên đây kẹt đấy kìa. Bên này gian truân lắm em ạ. Giờ để em tìm đường. Ừ, để mình nhìn coi. Đi lên trên đó. Hold fast. The path to me cage lies up the stairs. Ờ đúng rồi, nó nói ra từ đấy thật.
đây có tay phát sáng này. Nhím ơi, tìm cách trèo lên trước đi nhím. Vâng. Chỗ bên Khôi, nhà Khôi. Không có anh ạ, kẹt kẹt kẹt. Không kẹt, bên này đúng rồi, bên này đúng rồi đấy. Bên này có một cái thang máy đi qua kìa. Bên anh hay bên em? Bên em. Ra kiểu gì anh Ben? Máy á. Ừ. Ít mẹ tao muốn vứt, vứt cái chìa khóa này đi quá. À vứt được rồi. Ê, bên này có... rồi. Có thang máy đi qua đấy. Lên thang máy rồi. Thế đúng rồi. Thế là bên chỗ Ben, không phải chỗ em. À, cái thang máy ở bên trong. Ấy nó bảo đúng rồi này. Ồ. Kéo đây. Đây, để em kéo cái này lên đã, xong rồi mới nhảy lên được. Có một kiện. Thả xuống đi Ben, anh đứng dưới đợi rồi. À, thế này phải phản hạ xuống. Anh kéo, tự kéo lên đi đâu. Tự kéo lên đi. Mày kéo lên đi, tao đều kéo được. Không, nãy em tự lên được mà. Tao không kéo, tự lên được, kéo hộ tao cái. Để ép hay sao á. Tao đang cầm cái chìa khóa, trời ơi. Anh bỏ tay để em kéo cho. Anh kéo lên chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ, tay tao cứ phải cầm cái chìa khóa hoài, bực vãi. Rồi, nhảy qua. Nhảy qua xong rồi một người đứng đây. Một người đứng đây. Kéo tao cầm chìa khóa. Kéo đi. Kéo đi nhím. Đây. Ôi kìa. Kéo đây. Kéo xong bên này ăn cứt à. Đúng rồi. Hả, nhàng hả. Rồi, kéo tiếp bên này. Ui, đây cái gì? Trong đây sáng lắm á, đủ ơi. Hả? Từ, nhảy qua đây đã. Ui, trong đây nhiều gì, cái gì đấm này? Cái gì đây? Nhặt đi, tao đi mở khóa trong này cả đã nhá. Captain Bond Special Recipical. Cái gì đây, anh uống thử đấy mà. Xương của ông thuyền trưởng à? Ê, lấy kiếm ra chặt cái dây này cái. Đâu anh? Đây, dưới chân tao này, chặt đi. Đúng rồi. Rồi, tao leo lên đây ăn cứt à? Số này, cái độ số đông ta. Được. But I do welcome being back on the top. That key's not gonna. Vui vì trở lại mặt đất rồi nè. Ô, lâu lâu nói chuyện được này. Đeo bóng đeo anh ạ. À, mày cầm đầu mình theo. Ui, dù có được vua đấy nhở. Rồi, đi. Chào trong kinh thế. Sweet freedom. Ah, it feels good to see in more and one day. Ôi, ai cầm hôm nay nói nhiều quá. Anh độ đây, đưa anh độ đây. Không. Anh độ này. Ờ, xem ông chỉ đi đâu đã. Đâu đưa tao cầm cho. Đây coi. Mẹ nhà mày. Ủa mày gì xuống đít bộ đánh vào quả giấm giờ. Ô, ông ơi, có một cái răng màu vàng nhổ đi được này. Từ, đi hướng này đâu ơi, sau lưng này. Tao biết. Đây. Có cái tòa thạch này. Tòa thạch này chưa lên được. Tao lên rồi bạn. Ờ, anh thấy cái cầu nó đã nối đâu. Đây. Ôi, đúng rồi, đi lên đây rồi. À, tao bảo rồi. Lắm thế, nói lắm thế nhỉ. And get this bridge in order. We've a ferry to catch. Là sao?
Đấy, đấy cái cầu lên. Ô, thế ra đường này đúng ạ? À? Ừ, nhưng mà phải nói lấy được cái đầu lâu của ông này cơ thì ông ấy mới mở cầu cho mình. Nói chung là ông này có tí trong giới hai tặc đấy anh ạ. À, mà kiểu influencer trong giới hai tặc à? Vâng. Ông này Hokage kiểu Naruto giới hai tặc. Kiểu ổng không phải là hải tặc duy nhất nhưng mà ổng là cũng gọi là số má đó. Chúng mày check thùng đi nhá, kiếm đồ đi nhá. Muốn gì đấy ạ? Theo em. Lên trên rồi, sao lên trên rồi? Đặt đầu ổng trên đây sao ấy? Để ổng quan sát hay sao ấy? Làm xa thế? Mẹ hoa mắt thế? Ui, giống cái game gì mà backroom ấy nhỉ? Ừ. Leo tầng rồi. Cái kép from backroom đúng không? Vâng. Đấy, đây có đường leo lên nữa này. Đây, nhảy như này. Leo lên đây. Ui, hay đây chính là ông ấy sẽ tạo cho mình cái ánh sáng đấy nhở? Đây rồi, trên này anh ạ. Đặt cái đầu vào đây à? Đặt đầu vào đây rồi. Đâu, đặt kiểu đéo gì? Từ, đâu, tránh ra xem nào. Ủa? Quay mặt ông ta đằng trước à? Ấy, hay là đúng rồi. Divide and conquer. A fine plan. Body looks like a fine fit for me, Scott. Rồi sao? Ủa? Rồi sao? Từ, rồi quay bánh xe được không anh? Đéo quay được bánh xe. Có biển khúc gì ở đây này? Ê, cái gì sáng sáng này? Có công thức gì này? À, tìm cơ thể ông ấy à? Tìm body ông ấy à? Đâu body ông ấy à, đâu? À, tìm mượn cái xác. Đây coi xác này sao? Đây, xác này không có đầu này. Đây, cua captain này. À, lắp đầu vào người à? First, see if you can't light the brazier with that fancy flame of yours. Of course, lighting up the town is all well and good, but you'll need to point your flame out to sea if we're to call the ferry. Hả? Sỏi đi. Ông bảo cái đéo gì cơ? Sao ạ? Không, mình phải đọc cái cuốn sách gì này. Không, quyển này là achievement thôi mà. Nó kêu là lên thắp sáng cái gì đấy nè. Ừ, thắp sáng cái gì ấy. Để xem nào, để lên soi. Thắp sáng hoa đăng, đây. Thắp này lên xong rồi xoay này, xoay xong này. Xong rồi chiếu. Ê, chiếu vào cái thuyền xem nào. Thuyền bên trái. Không, chiếu vào cái con đuốc bên trái, nhím cái con đuốc bên trái, thấy không? Đúng rồi. Đây. Đấy. Rồi. Từ tìm trái. Trái nữa. Ê, có hai cái đuốc nha. Một cái trên, một cái dưới. Cao lên. Ê, lấy cái bên trái trước. Cái bên trái trước đi. Rồi, cao lên. Cái bên kia để cao lên đấy, Ủa. Rồi. Phải tí. Đấy, đúng rồi, đó. À, phải hai người à. Vâng. Ok. Đấy. Rồi, ba con đuốc lung linh rồi. Nhìn rõ hơn rồi đấy. Đấy, ông ấy sẽ ra để ông ấy ngắm lại này. Đấy. À, đi theo hướng đó là uống con thuyền này. Có thuyền ma này. Nhảy mẹ xuống rồi. Anh ơi, mình phải đi thuyền này sao á? Bây giờ để xem tiếp nhau đã. Hình như bọn tao cũng phải xuống đây nhím ạ. Đợi tí. Đúng rồi chứ.
Có con thuyền ma này, nó đón mình à? Ui. Chữ này là nữ. Thuyền này đẹp thế nhở? Ui, có 5 phút để rời đi kìa. At least till we reach me ship. Take me to me ship with the red sails, and I'll see you safely aboard the ferry. Anh ơi, đem ông đeo. Nhặt đây, nhặt ông ấy đi. Ôi, chìa khóa này. Chìa khóa, ông ấy chìa khóa. Ok. Rồi, đem ông đeo lên thuyền, đem ông đeo lên thuyền. Đi đi đi, nhảy vây phát rồi xuống nước luôn này. Anh ơi, thuyền này không có chỗ lên. Ai ơi, đi con mẹ. Trời ơi, chết mẹ rồi. Ok, ok. Cút được đấy. À, không, không phải đứng gần. Úi da, mẹ đợi tao mới. Trời ơi. Anh ơi, phải cầm ông ý rồi, thuyền này không thấy chỗ lên. Cầm tao. Cầm ông ấy ở chỗ, ông ấy, chỗ tao chết đấy. Anh chết đâu đây? Trời ơi, đây, để tao nhớ chỗ chết. Anh không cầm ông ý nữa à? Khổ quá, tao nhảy xuống nước nhưng mà nhảy nông quá, chúng mẹ chỗ nông vãi cứt ạ. Trời. Đấy, nghe giọng nó chưa? Nghe rồi anh ơi. Bên này. Đây, em thấy. Ok. Ô, nhặt lại được đồ của tao không nhỉ? À đây, đồ tao đây. Phải lấy thuyền này không ta? Không rồi. Đúng rồi anh ơi. Ông bảo ông đem ông xuống cabin để ông mở cái hòm giữa cabin á. Uầy, ông ấy cho mình đồ cảm ơn đấy. À, ông ấy ngộng cái chìa khóa anh ạ. Chắc là phải mở bằng cửa đi thôi. Ủa, thế đây là thuyền của ông ấy à? Đúng rồi. Ông ấy thuyền cổ xưa toàn trên nến này. Tàu ngọc trái đen. À, anh ơi! Red sail, thuyền có bụng đỏ. À, thì nghe kia cơ. Tao bảo từ nãy rồi chúng mày đéo nghe. Không phải thuyền này, thuyền có bụng đỏ cơ. Bên này. Thuyền này làm gì có chỗ lên đâu. Ôi, kìa bỏ đứng rồi, trên này anh ơi, bỏ đang đứng làm gì này. Ui, bọn nó bảo anh nhím kia kìa. Đứng trên này làm gì này? Ăn nhím bím chua. Dẫn không vô cabin lên đây. Đâu rồi, họ không tống không vô. Đây, follow tao. Đây, có đường vào này. À đúng rồi, Red Sail có cái kiếm mà chéo này, đúng rồi. Đây, lắp đầu ông ấy vào đây, để ông ấy đập pass. Pass là 4 số 1. Đúng rồi. Đây rồi. Đây rồi. Uầy, con thuyền này là con gái. Lắp vào đi nhìm. Để ông ấy nói xong đấy ạ. Người đi trước đi, em báo ra sau. Golden Hair. Ủa, tính ra giật cái này là xuống mở được mà. Ừ, đúng. Màu mè thật chứ. Cay thật. Hôm nay có gì ta? Ủa, mấy ông này còn bắt đầu lắc đầu cua cơ. À, bên đây đâu ơi. Bên đây có đường anh ơi. Trên. Như phải mang ổng theo tới cái cabin. Ủa, thằng nào mang đầu ông ấy theo sao nào? Anh Khôi. Ở đây. Ôi, anh Khôi cho ông bú rồi. Đây, không đầu này, cần đầu của thuyền trưởng. Mang đầu lên. Anh Khôi cho ông bú rồi. Thôi để em. Ôi! Sao thế? À, cuộc đời. Ủa, trai đéo gì đây? Kiểu
cho cốt của ổng hay sao ấy. Thế mình đem về mình bán cho được. Đây rồi anh ơi. Em để đầu vào chỗ Captain rồi. Wow. Đeo này ông, đeo cái body này ông cao hơn. Ủa, ông sẽ chỉ cho mình một cái location để mình đi đấy. Vâng. Not all treasure is silver and gold. Me crew are free, and me conscience is clear. But I've still plenty of thinking to do. Perhaps one day we'll meet again. Now take the key and be off with ye, before ye find yourself trapped here for good. Ê, lấy chìa khóa. Rồi. Hay cầm chìa khóa rồi ạ? À? Tao. Cầm chìa khóa cabin. Đây, mở cabin này. Ủa? Rồi sao? Ôi, nhiều vàng quá. Rồi sao? Ôi. Đây, 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 lấy con thuyền này, lấy con thuyền này. Khôi ơi, sao lại chết ở đây, Khôi? Mày ơi, ta Khôi chết ở đây rồi. Đây là lời nguyện anh ạ. Là không thể thế nào mà cãi là lời nguyện rồi. Khôi ơi. Lên đây đây. Đây lên chưa đây. Điều mà từ từ vẫn phải đợi được Khôi. Thôi. Người chết thì cũng đã chọn chết rồi nè. Khôi ơi Khôi. Chúng ta không thể thay đổi định mệnh được nữa. Thôi thì đi lấy thử mà, ba lấy thử mà. Quá. Rồi sao? Ngồi vô chèo. Ngồi ơi, ngồi ngồi nó tự đi sao ấy anh ạ? Ngồi đi anh. Không ngồi vô chèo được ấy. Đâu chạy ra tao chèo mà. Như bỏ chỗ ra mà. Như ô có chỗ này có làm gì đâu anh? Nè. Cái chèo nằm ở phía đầu ấy. Ở phía đầu anh ơi. Đúng rồi, đó. À đúng rồi, chèo đi thiệt chứ. Chèo đi. Quá, tao đéo nhìn đằng sau à đây rồi. Chèo đi thuyền trưởng, chèo theo cái ánh sáng xanh thuyền trưởng. Đúng rồi thuyền trưởng ơi. Đúng rồi, xài xài xài. Thuyền trưởng, ôi giời ơi thuyền trưởng. Đường nào, đường nào, đường nào, đường nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, phải, đúng rồi. Đây à, chỗ đuốc kìa. Ơ, mình đang cầm đầu kia chưa anh? Ơ, sao đéo cầm đầu ông kia? Không, không hết. Ai như đéo, đéo cầm đâu, ừ. Ông chỉ mình tới đây thôi nè. Ôi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chúng mày có chắc là ra đây không đây? Đúng. Ông bảo thế à? Ông bảo thế mà, ông bảo là kiểu ngồi hay đang dẫn đường như mình mà. Đi mẹ sao ông mà bảo ra cái thuyền to to kia, ra cái thuyền to to kia anh ơi. Mẹ cái thằng Ben này. Quẩy chay Khôi bị dính lời nguyền rồi. Ủa mà ra thuyền to đó mình có lên được đâu. Sao không lên được, bây có thuyền nhỏ lên được rồi đấy. Vậy mình không có, mình ở dưới nước thôi. Ủa? Ôi, chuông. Đấy. Đấy, tới giờ rồi, chết mẹ rồi. Giờ ăn lên rồi, lầu thang. Ê, bọn phát của nhím nó bay rồi kìa. Ui, ui mày như cung thi ấy, sợ quá rồi. Sợ rồi. À, đây là thần chết dẫn đến hồn này. Thằng đằng sau anh ơi, bay ra trước thuyền. Đâu? Đi một vòng đi một vòng anh ơi. Ủa? Anh đâu đây? Anh đi đâu đây? Địt mẹ, mày lên mà lái thử xem đi rồi khó không? Anh chấp nhận lái rồi, anh phải lái cho chuẩn chứ. Lại đuôi thuyền à? Từ từ, thế để quay lại. Ôi. Thì bạn chúng mày đéo biết được là loài khó như nào đâu. Ok đó. Đi tiếp đây đâu. Ngoài anh này từ. Sao không biết nhận đâu. Nó chỉ có trèo trái với cả trèo phải thôi. Thì bạn mày chỏi mày lên, có mẹ mày lái đây. Đây. Đây em. Đây, để em lái cho. Đúng rồi.
Chào đi. Đây em đang chèo. Đâu để em xem nào. Để em xem nào. Đấy, đây, 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 đây. Mày thấy vấn đề chưa? Đây để em cho. Để em cho. Bet mày cho nó chèo xem nào Bet. Rồi. AD à? Anh ơi, mặt trước ngó như nào ạ? Đấy, thì thế bảo nó khó. Bet ạ, thằng này được việc ấy. Thằng này... Ủa? Tôi có tốt chất rồi nè. Nhanh lên, đều tay lên, không bọn tao bị say sóng. Ui, thuyền này đầu hình con cú đẹp vãi. Con ngựa mà anh. Bên dưới là có hai cái mắt cú mà. Kìa. À ừ, con ngựa, ui đẹp thế nhở. Mày đi đâu đây? Đuôi thuyền, đuôi thuyền. Đuôi thuyền là cái nào? Mày đi đâu đây? Ủa? Ủa, ủa cái đéo gì? Thằng này đéo được việc hết à. Nó không... thằng này đéo cho ăn trái cây, thằng này cho ăn run rồi. Ông bà này nó có một tay à. Nó có một tay thông cảm đi. Còn này cua, người cua hơi to. Nó có một tay thôi, còn cái tay kia nó là kiểu cái móc. Mày đi đâu đây? Đây, đuôi thuyền đấy. Ơ? Ê. Đuôi thuyền làm gì? Đuôi thuyền làm gì? Đây đâu? Nó có cái chữ róc, róc gì kìa. Róc gì? À rồi 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 rồi. Ai. Ok, xe bị bay xuống thôi. Ok. Thế mày đéo được cái việc gì luôn đấy nhím. Đem thả thuyền xuống. Thả xuống kiểu đéo gì nhỉ? Dốc xuống anh ơi, dốc được mà. Sao đéo dốc xuống được nữa nhỉ? Ủa? Anh này hình như chỉ có lụm đồ thôi nè. Cho em lên xem với, Không có thật, có thật. Từ từ, để ta lên xem mà có Hapo không, ta bắn được cho. Chân anh ơi, đây là lời nguyền đấy, anh có nhớ lời nguyền không? Từng người phải chết đấy, đồ ạ. Cho lên xem kho báu với. Từ từ, chưa có gì cả, tao kể không? Thế này, nó đang off mà fan của mày, off fan của mày này. Anh ơi, dưới có cắm không? Người lái đồ. Your time is served. Though you shall not fully remember your time in this The time is served. Perhaps some remnant of understanding will accompany you. When you step through my portal and return to the living world, perhaps not. And we shall meet here again. For now, we must make sail and quickly. For strange ships now patrol these endless waters, and ours is the longest voyage of all. Uầy, ông này ông đi anh ơi. Chết mẹ rồi. Ông phải ông bảo là. Has no place within my well of fates. Do not attempt to meddle with power beyond your comprehension. Ô này, kéo hết bọn này lên rồi này. Nhím vừa khôi này. Thuyền đi rồi. Nó đi mà, ông đi mà, ông bấm. Ô. Đi đâu nhỉ? Ủa, anh Khôi đi rồi. Cái này ủng rỡ nha. Ủa thầy đưa mình đi đâu nhở? Chắc về Đê La Thành nhỉ bạn. Nó đi tới kho báu rồi. Kho báu à? Ờ đi kho báu. Đi tới đường chân trời nhỉ mà. Không, đi đến kho bầu em ạ. Ai lồn Linh ơi, đi kho bầu ở đi đâu ấy? Đi kho bầu. Linh đi kho bầu à? Ủa đi đâu ta? À mình phải thắp nến ở đấy, trời ơi anh em ơi. Thắp nến làm đéo gì? Đây này, đó. Ui. À, đã giải thoát mấy linh hồn nè. Ui, đi bê đi xuống được này. Tìm đến tay em.
Ê, mình lại phải thắp tiếp đấy, trời ơi. Ôi, mình lại phải thắp tiếp đây này đấy. Cái gì cũng đến tay em. Uầy, chúng mày ơi, dưới nhiều đạn, nhiều đồ lắm. Trên nhiều đồ, thấy nghi ngờ, thấy nghi. Hay là mình chuẩn bị phải điều khiển cái thuyền này để bắn nhau nhở? Mở cái quan tài ra. Còn đâu lâu. Nghĩ làm sao để mở cái này nhở? Uầy, nhìn mày. Ta. Cái đầu lâu cu cu mày này. Đâu ạ? Trông cu cu mày này. Ở đây cửa mở rồi. Thắp thắp cái này này, thắp cái này, thắp cái này cửa mới mở. Thắp hết, thắp hết. Come to check. Check qua đâu à? Ê, Zach nhờ, Zach nhờ, Zach nhờ. Anh chìm sâu. Ơ, con chó này. Người đàn ông đầu tiên cãi thắt vợ. Mở nhá. Mở đi anh ơi. Uầy, làm hình đẹp nhỉ. Mở này. Ôi anh Zach, em hâm mộ anh. Uầy, chậm xin xin kíp ơi. Zach cho em hỏi, bây giờ tiền kiện anh em để làm gì đây? I'm Captain Jack Sparrow. Wow. Since you came here to rescue me, you probably knew that already. Then you must. Nghe bảo anh bán dầu thơm được lắm. A golden key to other lands, an eternal freedom, plundered from the lair of a heart. Đây là golden key à? Cái thùng đó. Escape that led me to stand before you. Shining, isn't it? Hình như là mình phải. Ủa, ông đâu rồi? Ủa? Ờ, đâu rồi? Ủa? Đi đâu rồi? Lên lên rồi. You know, so much... Đây. Đây ngồi. But it's sorely lacking dinner options. I'm a shadow of my former self. Then again, the captain beer and probably enjoys dried biscuits. Tell me how I came to be aboard this sad little ship. Hình như là ông thuyền trưởng nào cũng nói nhiều hay sao ấy nè. Thở được á. Ra ngoài rồi. Ông lên trên rồi. Đây, ông đây anh ơi. Vẫn ở đây ngươi. Ông chơi hú hoài với mình này. Mẹ cái ông này đi lên chắc phải 10 phút. Cannonball. Now, let's get off this ship before. Stay where you are. That happens. Anh ơi, ra khỏi thuyền thôi. Why have you interfered with my work? Anh Jack, em hâm mộ anh ăn đi. Anh Jack ăn cà chua đi. Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. I know the true worth of what I possess, and I intend to keep it quite safe. Now, I can see you're very busy, very grumpy, so we'll just. Quả đấy quả lựu mà. À cũng đúng, quả lựu. Im mà. Anh Jack ăn lựu đi. Ăn lựu đi. Anh biết là phải cái khói gì không nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Uầy! Đây rồi! Phá phải! Thì hạ lan bay. Không lót được canon anh ơi. Không lót được nhờ. Từ để nói chuyện. Ủa? Như thiệt nha. Tao tưởng là ngọc trai đen. Đâu, thuyền này của ông. Của ông Bạch Tuộc á hả? Ờ, Bạch Tuộc. Uầy, thế hết cái chuỗi nhiệm vụ này mình sẽ phải đánh nhau với cả cái thuyền Bạch Tuộc ở đấy. Ủa, thế cái hộp kia là phải quả tim của ổng không? Ê, căn ông ready kìa. Không lót được rồi. Không lót được kìa. Đợi tí anh ạ, chắc phải nói chuyện xong. Ở đây rồi. Được rồi.
Okay. Cho anh bắn luôn. Bắn thấp xuống một tí nó mới chìm được. Ok. Từ nha. Thế phá trái, phá trái, phá trái, lót đây đạn đi. Xong xuống dưới hầm lấy đạn, nhanh. Đạn ở đâu anh? Đây, đạn, ngay dưới. Nó chọn lên đâu anh, Ê, lên bên phải, không phải bên trái. Ui da. Ây da. Ui à. Hết mẹ đạn rồi. Là chim rồi. Xuống lên đây, Là chim rồi. Ủa mẹ mày, tàu đấy chìm thì có tác dụng đéo gì. Chìm xong mới nổi lên. Bên đây. Chán ơi. Bắn cái áp lực cho nó. Để mình chạy khác. Nó không đuổi theo ấy. Để mình thoát ra khỏi đây ấy. Hình như là cái hộp gì có liên quan đến bộ này này. Là chim ơi. Lấy đạn. Bắn đủ hết là nó chìm. Đếp tiếp. Em nghĩ là lại bị trái tiếp đấy. Mỗi lần 2 phát. Đấy. Ui đi mẹ mà, góc này thì bắn đéo gì. Wow. Ủa ở đây không, tất cả sẽ chết. Ê, nó tát sức thuyền mình rồi. Ủa. Ủa nó đâu rồi? Ở đây. Ủa em ở đâu ai? Ây á. Ây á. Quăng chiêu hà lan bay. Thuyền trưởng, tôi quay lại rồi đây. Trời ơi, cứu. Lên luôn. Mẹ quay đúng lúc quá. Ui. Bắn vào mỏm đó đâu ơi, bắn vào mỏm đó. Đúng rồi. Ui. Cái trình điện của cái trình điện. Ai ơi, không được ở đâu ơi, bắn nó bị điện giật. Vâng, phát. Hết đạn rồi. Xuống dưới có nạp đạn anh ơi. Dưới có nạp đạn à? Ở đâu? Tít ở dưới sao anh ơi? Chắc không? Không có. Trời ơi. Đây, anh nạp đạn đây, nạp đạn. Đây, tầng 1, đây. Chỗ nào, nạp ở chỗ nào? Chỗ này, Hí đai. Cú đánh múi sao múi xin lè. Từ lấy thêm lại đi. Nó biến mất rồi nhưng nó chưa chết nhá. Làm nào ra cùng mọi người đây. Ô mày đang đâu? Em ở thuyền cũ. Ô kìa. Nhưng thôi kiếm cái tượng ấy, có cái tượng cái này ở thuyền ấy. À rồi, biết cái tượng đấy. Phá phải. Không phải, sẵn sàng. Ui, rung lắc dữ dội vậy. Ui, áp sát. Ui, con đi sau lưng này. Ui. Anh ơi, nhìn một số lượng, Ê. Ai
Ai đấy? Ai giúp mình đấy? Em. Ai điện giật. Lưng điện. Tôi lưng điện sau lưng à. Kìa bọn nó quay lại kìa. Bắn thuyền. Ô hết đạn. Ai à. Nó xuống tiếp rồi. Uầy, để bạn lâu đều bắn nhau tí nha, đi bắn thuyền ma phát nhau. Ôi, nó lên. Không nạp đạn được. Mày gặp nhầm người rồi. Tụi mày gặp em người rồi. Ai à? Hết chạy, hết chạy, đi trước ơi. Lấy thêm đi. Ở đâu rồi? Lấy đi, em đạp đạn cho. Hết đạn nè. Ở đây, lên đây. Ui chết của những con ma. Cú sau lưng, Ui ạ. Ui sao chết nhở? Cứu được. Cứu tao, tao ở dốc dưới, phòng dưới, dốc phòng dưới. Cứu. Ôi cứu tụi. Ôi. Sắp chết rồi. Tôi cứu được rồi. Ok. Chiến đấu tiếp đi để chờ ơi. Từ. Ăn quả lựu đã, Đâu, mày đâu, Ben? Chết rồi, đã cứu, Ben. Ai à? Chiến đấu rồi, tiếp tục chiến đấu anh em ơi, thôi em quên phải. Chết rồi. Đau quá. Con to đầu thuyền kìa. Đang đánh nhau với cả rắc Barrow kìa. Con to đầu thuyền đấy, chắc Barrow đánh anh này. Trời ơi, đang căng thẳng mà. Alo. Em ơi, hôm nay có cơm đậu thịt băm bình thường không? Dám nghe được gì cả. Cơm đậu gì cơ? À, hết đậu à? Thế cơm gừng xào gà chứ. Lấy cho anh xuất kẹo đóng bếp, xích cho anh. Cơm gừng xào gà. Ê, lên đây. Ok chứ. Bên phải anh ơi. Nắp đạn. Giúp thuyền trưởng. Ô, chỗ này đéo bắn được à? Không bắn được. Bên trái. À, nó bên phải. Không, trên đây không bắn được. Xuống lấy thêm đạn với cả đồ ăn đi. Hạ lên đây. Nó đi này, nói thả lính đi anh ạ. Ơ, nó đi rồi. Đi đâu? Ơ. Mày ông chết mà nó đánh lâu thế. Sao trời yên biển lặng thế nhở? Ngồi xem phim đây nè. Ôi dồi. Đây rồi. Ok. À, lấy cái hộp kho báu không này. À, lấy đi xong đem về. Ok à. Đấy, thì cái hộp kho báu hình như là quả tim của ông kia ấy. Quả tim của ông thuyền trưởng kia sao ấy. À, rắc vào lâu phế vậy. Đi mẹ rồi. Lặng rồi, không tìm được đâu. À, nhảy xuống không được luôn. Ui, nữa. Nó bảo đủ rồi kìa. Đem đi cho sức. Nó bảo đủ rồi đó nè. Thế nào gọi là đủ? Mày nghe anh. Có như là đủ. Destroy them kìa. Ui à. Ui, nó làm gì mình đây? À, nó giọng
Nó giọng cái đó ra con ra cạnh đi. Đúng là trong phim mà thế. Đâu, ra cần đâu. Nó giọng cái mỏ neo xuống là thức tỉnh con ra cần. Hình như là bọn này gọi được ra cần hay sao ấy. Đó là nó giọng cái mỏ neo xuống á. Ui, em nghe tiếng gì đấy anh ạ? Em nghe tiếng gì đấy, không ổn cho lắm. Đừng sợ nhím, ăn dứa đi. Fulfill his dark ambitions and lay siege to the Sea of Thieves. Already his plans are in motion, deep beneath the waves. Trên biển lặng đấy nhỉ. However, you fought bravely. I shall return you and your vessel to the land of the living, so that you may continue to fight. Fight. Save all that you have endangered. Anh ơi, phải chiến đấu rồi. Phải tiếp tục chiến đấu rồi. Vậy là không còn ra ke nói. Nó tới bây giờ đấy. Xong rồi. Xong rồi. Quay được tổng tiền ngay. Được có 9.000. Mở cửa ra. Ờ, cùng ở dưới này, cùng ở dưới thật này. Đi đâu anh ơi? Cửa kia này. Quay về thuyền rồi. Ờ, về thuyền mình rồi. Giật thế. Về thuyền mình rồi. Ủa, cuốn sách nó không nói thêm gì ta. Anh ơi, bên cạnh mình có thuyền này. Bắn không anh, bắn không? Bắn luôn không? Không, 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 vẫn đang trong nhiệm vụ ấy. Mình với cả mấy thuyền này đang đi đâu ấy. Ui, bây giờ anh em đi phang thuyền ma phát cuốn hơn đấy. Lấy kho báu em ạ. Là tí nữa nè. Xem cái cốt truyện này nó có nghỉ giữa hiệp không? Có mà. Nó là 4 cái tàu tếu mà, bây giờ mình xong cái tàu tếu đầu tiên này. Còn 3 cái nữa. Hình như mình quay ngược lại là mình ra hay sao ấy, đội. Không, bây giờ chưa lái được, nó chưa cho lái đâu. Lái được rồi anh, u xe the win này. Nhưng mà vô định lắm, làm sao mình biết được ra đâu. Có mấy đứa đánh ăn ca sáu nhị đây anh. Mình phải đánh rồi. Là đi theo ánh sáng bên phải anh nhờ. Chơi đó không. Ui mặt trời mọc rồi. Ủa hay là mình thoát khỏi rồi. Đưa xuống dưới xem có bản đồ rồi biết. Ui, nhìn hoàng hôn này. Wow. À đâu, bình minh lên chứ, bình minh mặt trời lên. Ôi, mình hát ra, mình hát ra, mình bấy ra rồi. Trước mặt có cái gì anh ơi? Apot, đây Apot. Whee. Wow, xong nhiệm vụ đầu tiên này. Tới tận thế giới rồi. Quầy má cái mẹ làm đẹp. Game đẹp xong nhạc đỉnh nữa cơ. Ủa? Ô xem chẳng nghe gì nhở. Bật nhạc lên. Đỉnh không. Bật đỉnh lên. Ô. Mà đánh con thuyền ma lâu lắm á nè. Đánh được. Tại ngày xưa mình ít đồ thôi chứ bây giờ mình đủ 4 thằng quánh nhanh lắm. Ấy, ôi đẹp đấy, trời đẹp á. Wow, thật là xanh. Tình yêu xanh mượt. Ui, biển xanh thế nhờ. Mình giả bố làm gì nhờ, mình kiếm thuyền đánh luôn đi, có đồ đâu bán. Ừ, em xuống, đúng rồi. Xuống tầm phát ơi. À, biết nhiếm. Chưa có, là xung quanh chưa có gì chưa. Ủa, có lên đâu nhiếm. Yên tâm, em là hải tặc mà. Khôi thả cho anh cái neo để anh quay đầu thuyền vất. Em thả luôn nhá. Ờ. Ôi biển đẹp vãi lìn.
Quay đi anh trai ơi. Rồi kéo lên luôn, kéo lên luôn. Ủa. Ở đây nó có một cái hình này là hình đéo gì nhỉ? Kho báu của Sukeso. Đéo anh. Cần update thêm mấy cái gọi là ánh sáng của Coratom. Sakura Apot. Đó là mấy cái rạn san hô. Rạn san hô này để làm gì hả bầy? Để làm quét với lại. Tức là thay vì mình đào kho báu ở trên đảo đúng không? Thì nó update thêm mấy rạn san hô thì cũng tìm kho báu dưới đó luôn. Để đối với Nhưng mà phải có giấy thì mới đào được hay mình cứ xuống là đào được? Ừ. Phải có giấy. À. À nó sẽ có một cái mấy cái quét liên quan. Ủa sao xung quanh đó có một cái event nào vậy? Hết rồi nè, nãy đông, nãy nhìn tàu lâu quá kiểu giờ. Ừ, sao nãy nhiều thế mà giờ đéo có gì nhỉ? Biển lặng vậy. Hên xui nè, kiểu. Mày à, chạy xuống thuyền kiểm tra cho anh xem có bao nhiêu đạn nào. Ui. Bao nhiêu đạn, bao nhiêu thức ăn nào. Có quả Snake Island này, nó đảo của anh ở trong này này, bên đây. Còn 44 viên đạn anh ơi. 44 viên đạn à? À, hạ hết buồm cho anh xuống, quay hết buồm sang bên phải nào các em ơi. Quay hết buồm. Có buồm giữa chưa hạ nhá. Một. Không nên phá thuyền này đi, nhảy con thuyền khác, nhảy server khác được. Sợ nhảy vô cái server không có gì hết. Anh Khôi xây vừa thôi để nó căng căng cái buồm này. Anh nhìn này. Đâu đâu. Đấy nào thấy nó căng cái buồm á là đấy. Nó đón hết gió đó. Ờ. Đấy thấy không đây ví dụ anh nhảy thử đi để em xoay cho anh xem nhé. Ví dụ mà xoay hết xong bên này. Đấy, anh nhìn cả gió nữa kìa đấy. Nó cứng phát cái buồm lên nên có phừng cái. Đấy để như này theo hướng gió thì nó căng cả cái buồm luôn. Ờ. Ủa ngày xưa lúc mới chơi trò này vui vãi nhở, kiểu đi đâu cũng gặp thuyền bắn nhau suốt ngày ấy. Nó còn đông mà. Ok, kết rồi. Chuyển biển anh. Ô, anh Bảy làm nào để câu được cá vậy? Thì chúng ta chìm rồi. Câu cá thì cần câu thôi. Nó bơi hướng nào thì em chỉ hướng được là. Ôi. Không. No. Ủa chỗ biển này nông vãi thề. Recovery. Ờ nhưng mà chết này thì mình vẫn ở server này mà bảy. Không nó chúng mình nhảy server khác vậy. Ủa vote chết gì vậy? Mọi người vote gì vậy hay là vote chết hết chưa? Vote hết rồi. À. Đây, nó qua server khác anh ơi. Bổ ích. Ơ, nhím kìa. Ôi, em thấy anh Khôi này. Ôi, thấy cái mái chèo này. Không thấy anh Độ đâu cả. Kết thúc một tuần rồi. Chết rồi, tối quá, chẳng thấy gì nữa. Tôi chả thấy gì nữa rồi. Ừ. Ủa sao đang xì vậy? Ừ. Đang tìm xem mà. Thì mày chắc đến hiệp 2 mới có nhờ. À đây rồi. À đây rồi. Ôi gái tích. Đéo có gì cả. Đéo có hoạt động gì anh à. Đéo có gì cả. Có gì lấp lánh ở kia kìa. Hình như là nó phải có giờ, thời gian nó mới ra sao anh rồi. Ừ.
Không, giờ này bọn vận hành event cũng đi xem C1 hết rồi. Nhận được quyển sách. Ui, mờ quá. Cô ngày xưa mình còn săn giờ. Săn giờ đi đảo. Ngày xưa mình cũng săn đi đầu lâu cơ. Ngày xưa mình đi đầu lâu xuyên vậy. Lầm một phát đóng đầu lâu. 1 giờ, 3 giờ, 4 giờ nha. Cười rồi. Ôi anh ơi, cái đọc của em, cái này trong này ghi gì vậy? À, cái đó đi được á, cái đó cũng có đồ ấy. Cái này chỉ là đánh nhau bộ xương thôi đúng không? Ừ, đéo vui lắm, bắn thuyền mới vui. Thích oánh thuyền vậy. Đó em cứ hỏi đi anh. Ơ nhưng mà cái trò này ví dụ nhiều người cùng vào thì có vào chung được server không nhỉ? Chết đó, nhưng mà phải random lắm. Có chết là ví dụ như mỗi người tạo một cái thuyền ấy, xong rồi treo cờ đỏ lên, xong rồi check map coi là có thấy cờ đỏ của nhau không. Nhưng mà thấy cờ đỏ đọc của em cho thì... có TV nữa. Đọc cái gì? Là chung session. Em vừa nhận được quyển sách này, các nhiệm vụ. cái này là ở cái outpost. Outpost này tên là Đéo Sactory Outpost. Có một ông thầy đứng ở chưa dưới cái quán bar cạnh cây dừa, có thể bán thuốc chữa FA. Hết. Thông tin nó chỉ thế thôi em ạ. Em nhìn mới thế nhỉ. Có đầu lâu kìa anh. Đâu? Thấy kìa. Có cái đầu lâu kìa. Đâu gì ta? Đâu lâu gì nhỉ? Ở đầu lâu xanh kìa, đâu ơi? Ui, từ từ. Ui, có thính luôn kìa. Có thính luôn kìa. Đi. Đang có thính, đang có thính. Đi. Từ từ, anh bảo. Có thời gian. Lên trên đảo kiếm hết đồ chất lên thuyền. Nhanh. Nhanh lên kìa. Xong đi đá cái thính. Đây rồi, em lấy được nhiều đồ về rồi. Xem phim gì chứ. À, phim ấy xem phim gì. Bon ngay. Đâu nhờ, lấy cái hòm đâu nhờ bà nhờ. Sau lưng này, cái bà. Bạn này á? Tân nhìn cho bà, nhìn cho bà. Đó, bấm F rồi, bấm F. Trời ơi. Để hết đồ rồi anh ơi. Chưa hết em ơi, cố lên, kiếm nốt đi em ơi. Anh cầm cái thùng đó luôn, cầm cái thùng đó luôn. Anh cầm cái thùng đó luôn, anh lấy luôn cũng được, không cần phải. Bỏ vô người xong bỏ vô thùng. Anh cứ nhìn vô từng thùng ấy. Rồi store hết. Store là anh đổ vào đấy em ạ. Tách. À, cứ đi tới từng thùng tách hết rồi. Gom hết cho thùng luôn. Nhanh các em ơi, cần đạn nhá, thiếu đạn cực kỳ luôn nhá. Đây kìa. Nhanh tốc độ lên, nhanh, mình đi đớp cái thính trước nhá. Tại vì từ cái thính đấy là mình sẽ thu hút được rất là nhiều thuyền, các thuyền nó sẽ đến phang mình, xong mình sẽ phang lại, xong mình sẽ rất là giàu. Em hiểu không? Mình bị phang. Muốn giàu hẳn là mình treo cờ luôn, treo cờ thương nhân ấy, bán được thêm tiền. Nhưng mà tụi nó sẽ thấy mình trên map. Đâu, cờ thương nhân ở đâu nhỉ em nhỉ? Như là cũng bả luôn á. Rồi nhá, mọi người xong chưa? Xong rồi anh ơi. Ok nhá, bây giờ về thuyền anh bảo, bây giờ mình treo cờ thương nhân lên này, xong rồi mình đi luôn lấy thính này, trên đường đi mà có những mình lấy thính xong, trên đường đi có những cái đảo nhỏ mình sẽ dừng lại để mình lút nốt đồ nữa để mình lấy thêm đạn á, không tí bắn nhau sẽ lâu đấy. Bên này. Cờ thương nhân là cờ nào nhỉ? Nhờ em đang lên treo cờ này. Không phải cờ, phải mua. Từ nha, đợi anh thẳng thuyền đã xong anh em đón lại gió của anh kìa nhá. Rồi đón lại gió của anh kìa em nào. Tình bùi đón gió nào. Mát gió rồi mà anh. Mắc rồi đây ngồi. Ủa thì con mẹ mày lại mấy thằng đấy á. Đâu anh tụi khác anh ạ. Nó treo cờ rồi đầu lâu. Ôi, hẻo chiến đấy. Mẹ chiến đơn đây. Đéo phải với cái lượng đạn như này thì mình đéo tự tin lắm em ạ.
Ông chơi phải chơi nè, bây không, giờ em một... để sao em ném quả cầu lửa là chết nó ngay. À nó đậu bên nó bên phải bên kìa anh ơi. Rồi anh biết rồi. Có chơi được không chứ? Nó là năng đầu lâu xanh hay sao ấy. Kem ơi, xuống nạp hết đạn vào pháo đi. Ok. Roger đây. Bây giờ nếu như mà muốn chơi bọn nó ấy, thì phải lên cái đảo to ở trước này lượm thêm một vòng đạn nữa cơ. Vô đây đạn đủ anh ơi. Anh yên tâm tí quá mình thuyền nữa, mình lên ăn cắp đạn rồi đem về nữa. Không phải mà là không đủ đạn để kết thúc được nó ấy em. Thì luôn mình chỉ có quay đi thôi. Em hiểu không? Đếm lại cho anh là nạp hết đạn đi, xong đếm lại cho anh xem có tổng bao nhiêu viên đạn nào. Ở dưới còn 34 ba mấy viên, ba mấy viên. 34 viên bắn được có mấy loạt à. Trong người em cầm 10 rồi này. Trong người em cầm 10 này. Là 54 này. Anh chưa có em một tí chưa? Nào, anh chưa có một tí nào nhé. Anh em cầm 10 viên nữa này. Là 64 với cả 10 nạp sẵn đây là 74 rồi. Có mỗi 18 viên ở dưới này nữa. Là hơi em thiếu đấy. Em nghĩ là bèm được đấy. Em chạy sai, em ném 4 con cầu lửa lên thuyền nó. Xong nó sẽ bị cháy. Xong rồi nó sẽ phải bị nó loạn. Đang dừng làm nhiệm vụ em ơi. Đi phải chơi không? Cái bắp luôn, bắp luôn. Đi. Bóc lốp này, mình bóc lốp không biết đâu. Ây, đéo phải nó dừng làm nhiệm vụ đâu, nó dừng để mẹ mày ăn cái chỗ kia em ạ. Ăn đầu lâu anh. Từ từ nhá, bây giờ nhá, mọi người nhìn thấy cái đảo đen đằng trước không? Anh sẽ đi vòng ra đằng sau cái đảo này nhá, xong mình xuất hiện, ú hòa phát xong rồi mình sẽ phang cho chìm tàu luôn. Ok, xong anh em lượm đồ của nó. Ok. Wow, mình chỉ là người đen sâu. Mình đang đến chỗ mấy cái phát sáng cứng lên trên đúng không anh? Ừ, chỉnh lại buồm cho anh nào. Bắt gió đây anh em. Đây rồi. Chiến thôi. Mình đang cắp đầu lâu luôn anh ạ. Đó, chỉnh tiếp. Chỉnh sang phải anh Khôi ơi, chỉnh, buồm sang phải. Ok. Mắc phải luôn. Kéo cho anh cái buồm giữa lên một nửa đi em ơi. Kéo cho anh cái buồm giữa lên một nửa cái, khó nhìn quá. Buồm giữa kéo lên một nửa. Rất thuyền rồi. Đây được chưa anh? Trời ơi. Lên tí nữa. Thôi, được rồi. Anh cứ đi, tiếp này, tay mình xin cám lại. Mắc phải nha. Nào, chuẩn bị nhá, phá phải này. Đấy rồi. Nó đang kéo buồm lên luôn rồi. Không biết rồi. Nó kéo buồm lên rồi em ơi. Nó đang ăn đấy. Từ từ nhá. Kéo hết buồm lên cho anh. Kéo hết buồm lên. Nhanh. Tất cả. Hết buồm lên trên. Kéo lên trên. Kéo buồm lên. Đã kéo. Đang kéo mà. À. Tụi mày gặp hải thật rồi. Rồi bắn đi. Bắn thấp xuống tí. Kìa nó nhìn thấy nhá. Nào bắn chuẩn vào kem. Bắn đi. Bắn thấp xuống tí. Đúng rồi. Một thằng bắn cao lên để cho nó chết thuyền. Xuống buồm cho anh, xuống hết buồm cho anh. Xuống hết buồm 100% em ơi. Nhanh. Xuống buồm đã. Đừng bắn nữa, tí bắn tiếp. Nó đang sửa thuyền rồi em ơi. Xuống. Khôi, xuống buồm cho anh. Xuống buồm lên rồi. Đang xuống. Trời ơi, sao không ai xuống? Xuống hết buồm, nhanh. Xuống rồi. Ôi, lên cổng đống vừa báo trên kia. Kìa cô. Ím ơi, sao em không nhảy lên canông mà em bắn sang bên đấy? Ủa ha. Kêu mang bơm ra. Hapo, bắn kéo thuyền nó lại, nhanh. Bắn neo, kéo thuyền nó lại, nhanh! Bắn lại đi! Ôi, nó đập đá rồi! Đấy, đánh chết mẹ lắm! Cần chiến được luôn đó! Nào, anh đập đít rồi nhá!
Rồi, ok em ơi. Pháo cháy, pháo cháy, pháo cháy, pháo cháy, pháo cháy. Em ném lửa rồi. Sửa thuyền, khôi, trách thuyền, khôi, trách thuyền. Anh ơi. Em chạy ném lửa tầng 1 nó rồi. Chạy ném lửa tầng 1 nó rồi. Quăng tiếp. Rồi, đây. Bịt con mẹ. Trách thuyền. Em quăng lửa hết tầng 2 luôn. Anh kiếm cho. Em quăng hết tầng 2 của nó rồi. Đây, anh cứu. Nó chửi em dưới điện hùng này còn mẹ. Anh cứu nó khỏi. Địt mẹ Khôi ơi, sao chết mẹ rồi. Ui. Nhím ơi, dưới đó nhím. Chết 2. Hay. Chết hết rồi. Anh ơi, chết hết rồi. Em giết hết rồi. Một thằng đang hồi sinh này, hai thằng đang hồi sinh này. Nó chọc thuyền mình. Không phải thuyền mình. Chết ba, chết hết rồi, anh ơi. Nhanh, phá, nhanh. Đấy. Chết rồi, nhanh. Một thằng phải giúp anh sửa thuyền cái. Đây, em đang về, em hồi sinh em. Xuống đóng thuyền, nhanh. Xuống đóng chỗ thủng vào cho anh, đóng chỗ thủng vào. Ở dưới, đừng đóng ở trên Khôi. Đóng từ dưới lên trên. Em chết rồi nhá. Ở dưới không? À, dưới có thủng. Phải sợ. Úi dồi ôi, em tiếp 3 với cả cháy hết tầng 1, tầng 2 nó rồi đấy anh ơi. Ít cỏ mẹ chìm rồi. Vá đi Khôi. Cố lên Khôi. Vá rồi, hết ở dưới đây anh ơi. Ui à. Chém em. Mẹ đi rồi các em ạ. À. Ok. Chúng mày đừng sang thuyền nó vội quá. Bắn xong đã. Chết một nữa này. Mất thuyền rồi em ạ. Thì nó cũng chìm anh ơi. Từ nha, bây giờ phải xác định được cái vị trí đây đã em ạ. Phải xác định được cái vị trí đây đã. Để con quay lại lấy đồ, tại bọn này nó nhiều đồ lắm. 1, 2, 3, bọn nó 3 thằng dưới này rồi em ơi. Quẩy đồ nó cũng đầy đủ hết. GG. Chắc GG. Thuyền nó chìm không ai? Nó cũng chìm, anh nghĩ là nó cũng chìm. Cũng chìm hết á. Ủa, anh Ben còn chạy qua không? Có, nhảy qua giết hai thằng mà. Tại sao nhanh thế được nhở? Em giết ba thằng này. Xong rồi nổ hết tầng 1, tầng 2, lửa luôn. Mà em, nhưng mà nó vá thuyền trông nhanh lắm. Không phải, nhưng mà vấn đề là chúng mày đừng nhảy quá sớm quá làm gì. Mình có nhiều đạn mà, mình có cả đạn cháy, có cả đạn khóa súng của nó, có cả đạn xích mà. Bắn xong hết đã, sau đấy là bắn cho thuyền nó chìm. Rồi mình mới nhảy sang, mình còn có cả snipe bắn xa nữa mà, vội thế. Em chạy qua để em ném lửa. Không cần, có đạn lửa rồi mà chạy qua ném lửa có tác dụng gì? Đã. Nhưng mà em chạy hẳn xuống tầng 1 đấy. Chạy hẳn xuống cái khoang của nó như cái thằng kia vừa lần trước làm thuyền mình ấy. Nào anh bảo lên thuyền nhanh, đi luôn. Giờ cuối là khuất sau cái đá nhỏ nhỏ. Ô, mẹ thằng nhỏ ấy lại còn kéo buồm lên ạ. Mẹ ăn cho nó xong rồi. Ăn cho bỏ tức không nhỉ? Để... Anh em có khi mình ăn nó thằng kia vòng lại để nghĩ là mình yếu phải không? Ơ từ hai thằng. Anh biết thằng kia đang đi đâu rồi. Thằng kia một là nó dừng ở Apot, hai là nó phi đoạn đầu lâu màu vàng. Đầu lâu vàng là cái đéo gì nhở? Là thính à? Nó đi ăn thính em ơi. Đuổi anh ơi. Đúng rồi đấy. Thế thì cái thính này đéo phải ở trên thuyền nó đâu, mà cái thính này nó đang thẳng hàng với mình với nó. Em thấy thuyền nó rồi. Kéo cái bộ ra phải cho anh. Kéo bộ ra phải cho anh. Anh ơi, cái đầu lâu vàng là một cái thuyền hay sao ấy? Em thấy ở trước cái đấy lại là một cái thuyền ma khác. Không
cái đầu lâu vàng mà nó trên cái thuyền nó mới di chuyển ra. Có coi cái đầu lâu làng có di chuyển không? Kiểm tra đạn cho anh xem nào. Nếu mà cái đầu lâu vàng nó đang di chuyển là nhiều khi nó đang trên một chiếc thuyền khác nữa ấy. 20 viên. Đó ngược. Ủa? Bộ. Nó sao cái đảo kìa anh? Đủ đồ ăn thế nhỉ? Đúng rồi. Ủa? Mẹ dừng Apport bán đồ à? Ô! Oh! Địt mẹ con lợn này quay đầu chơi mình. Nó bắn pháo gì cơ? Ô! Oh! Pháo sáng chứng tỏ là a bố nó đang chơi à? A địt. Ô địt mẹ mày lại chơi mình trước này. Ô nó chơi mình thật này, nó chơi mình thật này. Ui. Pháo phải không anh? Pháo phải cho anh, pháo phải cho anh. Anh ơi, có bắn cái hapu này vào thuyền không anh? Anh ơi, quay đầu thấy nó đi nhanh hơn anh. Được, em bắn xích này, bắn xích này. Rồi, bắn ra hapu vào đó, bắn hapu nó em ơi. Ok rồi, em phải rẽ phải. Không phải được, anh đang ngược gió, anh không chơi nó được. Ông rẽ phải là trúng gió luôn á, giờ phải đúng gió luôn. Phá phải đi. Phá phải vào vị trí này, bắn này. Thôi, phí đạn lắm, ở đây xa lắm. Trúng một viên. Ôi của em trúng kìa, Anh ơi, đã ngắm. Từ, đừng bắn ơi. Nữa, thả neo xuống cho anh, nhanh, khôi. Nói làm luôn. Thả tôi. Rồi, cả ba thằng kéo neo lên cho anh. Kéo lên luôn, nhanh. Cả ba thằng. Nó buồn xuôi gió rồi. Ở đâu quay lại kìa, nó quay lại kìa. Vâng, nó chơi mà. Em bắn. Bắn hapu vào nhá, bắn hapu nó nhá, nó hộ anh nhá. Em đang nạp đạn pháo này. Pháo phải đây, phải. Á, đi phải thằng cái Việt Nam ạ. Lỗ tiếng chim nữa. Yếu này. Thả neo xuống em, cắm neo xuống, neo. Thả rồi. Phá phải đây. Một thằng check chuyền rồi anh cái. Thôi chạy check chuyền rồi anh cái. Có thằng bên thằng rồi anh cái. À nhím với cả bên nhảy sang bên kia đi. Rồi Khôi xuống check chuyền với anh Khôi. Đây em đang xuống, Thả neo nó. Nó đâu rồi. Nó chết rồi. vá trước khôi. Không thấy thủng. Thế thì mày múc nước đi cho anh cái. Ok. Đi coi cay thế nhở. Kia bỏ lên buồn cười. Ăn cắp đồ nữa nhím ơi, Không có gì cả. Nó chèm mà đây xem thôi. Anh ta không có đồ gì đâu. Vá tầng 2 luôn em ơi, chuẩn bị còn đánh bọn kia. Em ơi, sang xem có đạn điếc gì ông bê về hết đi em. Nó không có gì hết ạ. Không có gì anh ạ. Ủa, không có gì á? Vâng. Đi bạn thích mình phang nó đéo gì, kiểm lại đạn xem nào. Thì nó phang mình mà anh. Đi man. Anh ơi, thuyền kia nó đang. Cột bơm lên kìa, Không, nó đi rồi, từ anh bảo. Con này kéo neo lên, anh em mình đâm thẳng ra đằng trước để lút thêm đồ đã, lút hết một loạt đồ, lút thật nhanh vào sau anh em mình chạy ra chỗ thính. Nó mù, nó có tên nữa. Anh em nạp lại hết đạn một vòng, sau đấy là vá lại hết lỗ thủng ở tầng 2 nhá, tầng 2 nhiều thủng lắm. Em vá rồi. Đây để em làm đạn cho. Mẹ sao cuộc đời mình cứ bị ngược gió thế nhở?
Ui, con thuyền bé với con thuyền to đéo bắn nhau á. Tại vì con thuyền bé này cũng chả có đồ để mà nó bắn anh. Ôi nó chạy rồi, xong. Ôi nó mát phải, nó chạy anh ơi, mình chạy mát phải song song với nó đi. Ôi mà nó chạy xa hơn mình đấy. Mắc phải gió. Không kệ nó đi em ơi, bây giờ mình đánh lái là mình chậm hơn nó rồi, là nó đi hơn nhanh hơn mình. Bây giờ cứ qua đá cái thính kia đã, xong rồi làm tiếp, xong rồi tính tiếp nhá. Ok này. Mày bắn cho anh một viên thật cao vào để cho nó biết là mình đéo sợ nó xem nào. Đem. Một viên nữa nhá, đã hết đạn rồi đấy. Ê, để em bắn súng nó luôn này. Ui da, đập chết kìa. Chơi đó, phá phải, vá thuyền, vá thuyền. Thôi, vá thuyền. Hai thằng bắn đây, anh quẹo phải này, Ui da. Hai em ơi. Cứu em. Ờ, nhìn xuống, chọn nó, nhìn. Xuống. Thôi bỏ đi, hết đạn rồi. Bỏ đi. Vá đi. Ôi, ngập lắm anh ơi. Anh ơi, sống đây rồi, chết mẹ rồi. Hất nước đi. Một thằng vá, hai thằng hất nước. Đang vá em, đang vá rồi, vớt nước đi. Úi dồi ôi. Đi mẹ thế, nó bắn một loạt thôi mà anh em phải khổ như này ha. Nó là cù nhanh lắm anh ạ. Ít ơi. Nó bắn kinh chứ. Mẹ nó. Chúng nó có lên. Như này chúng hết. Mẹ con chó này cay thế nhở. Mẹ con thằng thuyền 3 kia nó lại còn đứng nhìn nữa kìa. Bên trái có một con thuyền 1 đấy. Mẹ sao tự nhiên động thế. Mở kêu là không thấy ai. Rồi. Bây giờ mình cứ đi ăn cái thính như trước đã. Xong rồi tính tiếp. À, con thuyền 3 với con thuyền kia là bạn nhau hay sao ấy ạ? Không bắn nhau này. Không, đéo biết được, từ từ ta xem nào. Em chưa thấy bắn nhau này, bọn nó đi gần nhau này, không bắn nhau luôn. Ờ, nó đâm vào nhau kìa, nó hút nhau kìa. Ui, nó bắn nhau kìa. Bắn em ơi. Chơi không anh, chơi hỗn chiến không? Đâu có thể bắn nhau được anh. Thôi, như cơ hội mình đang thính rồi, kệ mẹ nó này. Nhưng mà bọn này nó cũng đang đi ra hướng thính em ơi. Anh ơi, không thể bắn nhau luôn anh ạ, không thể bắn nhau. Bên này có một con ôn con thuyền 1 mẹ đi tà tà theo nữa. Sao mình đi từ xa không thấy bắn đâu nhỉ? Mà nó tông như nhau vậy là có nhau ấy. Tông là ủa, có. Ủa em có thấy tông có, nó vừa đâm phát, đâm là có uyển khúc em ạ. Từ xa không thấy nó bắn đâu. Mình đánh nó là mình hỗn nên nó hỗn ta. Ủa thế mà sao thằng thuyền 3 lại chạy nhỉ? Cái vấn đề là kia đuổi theo kìa. Vấn đề là bây giờ mình đéo đủ đạn em ạ. Thuyền 3 thì nó nhiều đạn vậy, cứ hoặc là không chưa chắc thằng thuyền 3 đã nhiều đạn đâu nhá. Nó còn chưa vào airport phát nào mà lúc ấy nó vừa bắn nhau với mình một trận xong. Ôi nó đuổi luôn kìa, gì luôn kìa. Cần hạ thuyền hạ buồm anh? Có. Nhưng từ từ. Thả neo xuống cho anh trước. Rồi thả neo đi, thả neo. Trên này không có ai anh ơi. Có nó đang lặn dưới nước, nó đang lặn dưới nước đấy. Ồ. Rồi, phang đi. Kéo neo lên giúp anh em ơi. Bắn vừa thôi, bắn thủng được rồi. Bắn thấp xuống dưới. Kéo hết buồm lên cho anh cái. Ben ơi, nhảy sang bên kia xem có gì vét được không, vét đi. Cái thằng thuyền 1 nó sang nó phang mình như giờ đấy. Kéo cái thuyền buồm đầu lên giúp anh cái. Nhanh lấy nhanh nhá. Quay này nhiều đạn lắm đây. Nhím qua đây phụ anh nhé. Đây. Qua đây. Để em cất đạn xong này đã. Chìm mẹ. Rồi nó chìm rồi. Nó bắn qua mình cái này. Rồi chìm nó tự nổi em ơi. Chìm tự nổi. Nào, lên thuyền chuẩn bị chơi lại này. Tí nữa nhặt đồ xong em ơi. Phá phải. Thả bơm. Đừng thả bơm. Con mẹ thề. Kéo lên. Không thả bơm là mình đứng yên đấy. Đừng thả.
quầy bên trái bán lên đây. Rồi kệ mẹ nó em ơi. Từ giá thuyền đi mọi người, từ giá thuyền. Phá thuyền, phá thuyền, phá thuyền kìa. Đây 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 em thương phá, em thương phá. Ủa không thủng, nó bắn cao quá không thủng. Bên nhà, alo alo alo. Ừ. Mà nó bảo gì vậy? Lên thuyền. Ôi em bắn súng kìa. Cái đứng sau lưng kìa. Ô kìa. Đâu 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 đâu. Tìm F3, tìm F3. Ôi bắn súng nữa cơ, em bắn súng nữa cơ. Bắn đi bên phải đi kệ nhá, thằng trên thuyền mình thôi đừng bắn nữa kệ đó. Đây đây, phụ nha, phụ nha. Đi phụ. Phá phải đây, phá phải đây, phá phải. Rồi cứ bắn ra em ơi, Dương ở đây mà, anh còn hạ thuyền đây, thuyền không trôi được đâu, tí mình nhặt sau. Bắn phải đây, bắn phải đây. Ôi bắn súng nữa, bắn súng nữa. Hai em ơi, hai hai hai, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Chúng còn nữa đây. Rồi bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, cứ bắn đi. Cứ bắn đi các em. Hay, chúng nhiều đấy, đúng rồi. Chết một, chết một. Ui, kìa đấy. Đây để cầm, cầm thêm đạn. Ui. Lên, tiếp thế lên. Đây, bóc mấy chúng thôi. Ở dưới hết đạn rồi nhá. Ui. Hay em ơi. Còn anh ơi, còn nhiều anh Khôi ơi. Rồi thuận gió xuống hết buồm cho anh ạ, xuống 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 hết buồm, xuống hết buồm, xuống xuống buồm, xuống buồm, xuống buồm. Xuống hết buồm nào, cả ba buồm. Anh ơi, tự nhiên tối thế nhở? Thôi hai buồm rồi, thôi 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 được rồi. Một buồm rồi, một buồm rồi, từ từ nhá. Rồi con bên. Thôi từ từ, con trái không bắn mình, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa, con trái không bắn mình kệ đó. Ăn con bên trên trước đi em ơi. Con bên trên. Chìm rồi, 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 chìm rồi. Nhặt hết đồ của cái thuyền vừa rồi chưa? Chưa cả đống dương kìa. Bịp mẹ, thằng này nó vớt đồ của mình này. Cảnh báo nữa, cầm vai cảnh báo nữa. Anh ơi, người mình là cướp biển của bán. Mình tha mạng rồi, tí nó phản bội mình đó. Anh ơi, có một thằng bơi dưới biển này, không biết không bơi dưới kéo biển anh cái buồm lên, cái kéo buồm lên, kéo buồm lên, một người kéo buồm lên rồi anh kia. Có đang bơi dưới biển này. Kéo hết buồm lên, kéo buồm lên, kéo buồm lên. Nhanh, 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 nhanh. Anh nghe có thằng xa đầu bên bên mình này có băm không anh? Không, thằng bên mình như kệ đâu. Ê, có thằng bơi dưới biển bật chim này. Rồi, phạt nó đi em ơi. Ê, có thằng bơi dưới biển bật chim này. Alo, em có rồi. Rồi, phạt nó đi em ơi. Em chết được rồi. Ê, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Anh nghe nó bảo đừng bắn anh nghe. Không, đừng bắn là đừng bắn thằng xa đao thôi. Đâu, trái đó, đâu ơi, đâu của anh đó. Ủa? À, nó cho mình dương anh em, nó cho mình dương, đừng bắn, nó cho mình dương này. Ủa thế à? Đây, 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 đây. Mọi người đâu mà tốt thế nhỉ? Cùng dương cho mình, cùng dương cho mình anh ạ. Hạp bùi lên. Ôi, nhiều dương lắm, nhiều dương lắm. Nhiều dương lắm anh đâu ơi. Lên đầu thuyền đi, lấy cái hạp bùi bắn kéo về cho nhanh em ơi. Đây, 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 em. À, cái này mình thu thuế chứ. Thu nhập em đó luôn, kim em nó mang đồ vào thuyền này đi chung luôn. Vậy có được kiểu đấy không anh? Được, như đó mình đâu mà. Cộng hai thuyền viên, thì mình 7 người thôi. Như kiểu mình ấy chứ. Mình ấy là mình làm sao nhỉ? Đã. Thì mấy đây anh bê xuống cho nhịp đây. Đâu vào em bắn á. Mấy đứa tụi nó đi cả chục đứa trên thuyền luôn. Thuyền mình có tối thế nhở? Ôi từ đấy mà thắp đèn lên vậy. Thuyền trôi quá, không ấy được rồi. Ông ơi, xin mấy viên pháo ra, viên pháo luôn nhá. Vào trong game lúc nào nhỉ? Lúc bút tôi thoát ra xong rồi tẩm loa. Nếu kéo hết bường lên. Ôi, ông này nhiều đạn lắm, ở đây qua lùm. Phải bấm nút bút tôi thoát kìa nè. Không tốt là lúc nào nhỉ? Ở cái B, cái T. Không phải. T không phải. Đây có thơm này, anh thơm không? Ăn thơm không? Trong input anh. Ôi 5.000 kìa, cái gì 5.000 đấy? Đó, kéo xuống. Ôi ông này có gậy gì anh ơi? Cái đéo gì nhỉ? Đôi đôi như này. Tay cầm kéo xuống nữa. Đợi tao tí, tao đang chỉnh nút nói chuyện trong game này. Cái chỗ mà chỉnh nút của... À, keyboard mang trước đúng rồi. Đây, cái này.
À. Tiếng gì ta? Anh em ơi. Người ơi. Ok. Dạ. Nghe rồi. À, nghe rồi gì? Ê, còn mấy cái hòm với mấy cái đầu lâu thì tôi không dùng thì cho anh em bên này xin nốt đi nhỉ? Đó, đôi, đây. Cái đéo gì đây? Về à, để xem bắn chết không? Cái trường bắn như cái súng. Mấy anh em bên đấy còn nhiều đạn với cả nhiều hoa quả không? Cho xin tí bọn tôi chuẩn bị đi phang cái thằng đầu lâu cái. Ê ông ơi, đây đây. Cái thằng hồi nãy á, nó đồng minh với cái thằng kia rồi, hai thằng nó team up với nhau á. Đồng minh với thằng nào? Cái thằng thuyền 3 nãy nó đồng minh với thằng thuyền 4 á. Ông thấy nãy hai thuyền không? Hai nó đồng minh nhau mà. Đấy, em bảo mà, bọn nó không bắn nhau. Ừ, thì nãy bọn tôi chơi với cả thằng thuyền 3 một lần rồi nhưng bọn tôi chết. Nên vừa tôi đang muốn đi trả thù. Đúng rồi, bây giờ là hai thằng đó nó cùng phe với nhau rồi. Bây giờ ông muốn đánh là ông phải vô phe bọn tôi mới đánh lại á. Ủa, thế vào kiểu gì nhờ bạn nhỉ? Lên cục bờ mấy, tôi chỉ anh. Ông lên cục bờ mấy, ông lên đây. Ok. Ui. Ấy, mẹ có thêm đồng minh rồi đấy. Ôi thế nãy nhiều khi nó tông nhau để nó nói chuyện giống vậy nè. Bè được, mẹ quả. Ông mở cái hộp, mở cái hộp kìa. Quả gậy vã lên đấy à, để em bắn thử. Rồi. À thôi bắn sợ nổ thương. Đánh số 2 á. Rồi. Thấy cái chữ John Island không? Rồi. Đó, bấm vô. Ok. Thấy tôi đổi tên một tiếng rồi. Wow, rồi ok. Rồi, lại vô đồng minh. Nào bọn mày ơ kìa. Thề địch con mẹ thằng lồn nó cứ nghịch chứ nhở. Em nhầm. Hai bạn đi chung nhỉ. Em đây đang lượm đầu lâu. Quay nhiều đầu lâu lắm, qua bận lượm bớt đi anh ơi. Ôi đồng minh rồi, đi phang thằng chó kia kìa, mới đừng nhiều đồ kìa. Chữ của mấy ông này thành màu tím rồi này. Ừ đồng minh mà. Ai giấu đầu lâu kỹ đó nhờ. Uầy mấy ông này đánh đâu mà nhiều đầu lâu đấy. Đi thôi mọi người. Đi anh ơi. Uầy em có quả gậy chấm phái thôi nhá. Ui đi, con mẹ mày nó xa thế. Đứng đợi sẵn rồi Ripper. Ui nó đợi sẵn ở Ripper kìa. Lên buồm đi em ơi. À bơm xuống. Ở đang bán đồ chứ. NV kép đéo xa lắm đâu. Đi. Nhanh. Đang bán đồ á, mà nó 4 giật lại lên 5 giật là nó phải bán đồ. Ủa thôi xong rồi. Mất tiêu cái gậy rồi. Thôi ông ơi đủ rồi ông ơi. Đi mẹ sao một đống đồ rơi dưới kia chúng mình không nhặt nốt đi. Đây là của cái thuyền, đây. Cái thuyền mình bắn hạ đây. Đây để bắn hapu lên này. Ai à, nhặt này. Quay. Coi nhặt. Tôi đi qua rồi. Chết rồi. Ui gió đẹp nhá các em nhá. Kiểm tra lại cho anh xem còn bao nhiêu đạn nào. Chơi thằng chó kia nào. Còn 6 viên anh ơi. Hả? Tại 6 viên anh, có 3 thùng mà. Đâu? Chỉnh bom. Chỉnh bom các em ơi. Chỉnh bom đón gió. mười chín với 6 là 20 mấy anh ơi, 25. Ok em ơi. Về ai xuống kiểm tra xem còn lỗ thủng nào không anh em vá nốt đi. Gió đẹp như này là khoảng 3 đến 5 phút thôi là mình gặp nó rồi đấy. Quay ngay hết thủng rồi. Anh phải xem có mấy cái lỗ nào mà ở tầng 2 nữa ấy, tại nó không lấy nước. Ok rồi anh ơi.
đôi ngoẹo 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 phải tiếng đó. Ủa? Ủa? Bị vắng rồi. Ngoẹo ngoẹo phải tiếng rồi. Đồ bị rớt mạng rồi, đồ bị rớt mạng rồi. Rớt con cặc mỗi mày rớt, bọn tao vẫn chơi bình thường. Ngoẹo ngoẹo phải tiếng rồi. Tiếng gì nhỉ? Đây tao ngoẹo được, ngoẹo được. Chỉnh lại buồm của tao cái nhá. Ôi giời ơi. Ủa? Sao bị văng ta? Vô gãy được á. Tại vì căng. Văng tại vì căng hả Nhím? Nhím ơi, ngó ngó lên trên anh xem lại em à. Dạ. À, nó trôi thế nhở. Trời ơi. Ngó lên trên là sao anh? Thôi. Ủa con thuyền đồng minh đâu ấy? Thuyền đồng minh bên phải mình anh ơi. Đi bên phải mình. Ở sau cái đảo nhỏ. Cũng đang đi thẳng đến con thuyền kia đồng minh. Con thuyền kia đang rẽ trái rồi anh ơi. Đang đi trái, mình đang đi thẳng. Ủa mình cứ đi thẳng này là gặp đấy. Mình cứ đi thẳng này là gặp đấy. Rồi ok, đúng đường rồi đấy. Là gặp nó đi cho tôi mời mà bỏ ra ta xem tốc độ nào các em. Bỏ ra. Ây à, mình đi thẳng cái là gặp nhau. Mắc tóc đấy. Vâng, giao tuyến luôn. Ok ok, giao tuyến luôn à. Nó gọi là giao điểm em ạ. Vâng. Giao tuyến là giao vô tuyến à. Thấy nó rồi nhá em ơi. Hướng khoảng 2 giờ chiều. Nó đi với cả một con thuyền đồng minh nữa em ạ. Uầy. Bịp mà đéo đi một mình đúng nhá. Mẹ trận chiến sống còn đấy nhá các em nhá. Gọi điện với nó. Ơi nó đi vào mưa nữa kìa. Mẹ bọn này. Không được anh ơi. Em tầm này mà em gọi điện là em lên cho con bú đấy. Không gọi được. Vào trạng thái chiến đấu đó. Mẹ hôm nay biển động thế nhở. Em kia bắn được tìm xương. Ê à, ê con thuyền kia nó lại đi chéo lên. Con thuyền kia nó đi chéo lên, không biết có phải để né hòn đảo không. Chỉnh buồm ra ngay cho nó, từ nhá, để xem lại một cái đã. Nhím bỏ ra anh xem nó, của em à. Nó đi củng lên trên bỏ, rồi. Bỏ ra anh xem của em. Rồi ok. Nó đi thẳng lên trên hướng đi thẳng hướng 12 giờ luôn ấy. Rồi anh hiểu rồi. Chứ không phải chéo nữa rồi ạ, nó đi thẳng luôn. À, ui. Đội cứ đi. Đi mà sao? Không. Nó đi thẳng vào bão à? Nó đi ra chỗ. À, nó đến cái đảo The Shore of Plenty anh ạ, chéo chéo lên. Quẹo phải anh đội ơi, quẹo phải. Đấy rồi. Đi cả con đồng minh ở xa mình thế nhở. Cái ô tròn tròn là gì đấy hả anh đâu? Không, đấy là mày đánh dấu rồi đấy. Mày đâu anh xem nó cái mà. À ừ nhỉ. Ây à, đừng hướng với mình nhỉ. Vâng. Đảo bắn coi. Trúng thì đéo mà được em. Mẹ, bố tao bắn quả này cũng đéo trúng được, thề. Anh là nhầm rồi, trúng nè. À.
đến rồi anh ơi. Nghiêng bồm sang trái đây mọi người ơi. Nghiêng bồm, chỉnh bồm, chỉnh bồm cho anh cái, chỉnh bồm cho anh cái. Mình với nó đang đi hai đường thẳng song song. Đường trái quá, anh ơi, đường trái quá. Mình với nó đang đi hai đường thẳng song song, không biết là có gặp được nhau không trên cuộc đời này. Nhím xuống dưới tầng dưới mở sách đồ lên đi nhím. Đồ nào cận chiến nó sắc sắc à? Một tí nhá. Ba. À nó đi cứng lên trên rồi anh Độ ơi. Nó đi cứng lên trên đang quay vòng lại, hình như là, nó hình như nó nổ neo ở cái đảo. Độ ạ. Phóng to lên xem nó có di chuyển không nào. Đây ạ. Nổ neo vào cái đảo rồi. Mắc buồm sang trái cho anh cái, mắc buồm sang trái. Đầu nó đâm thẳng vào cái đảo. Đúng rồi, đây rồi, chuẩn bị. Nó quay lại này. Ô, mình đâm vào đảo bây giờ. Đâm thế đéo nào được. Cẩn thận anh ơi. Nó đang, ui, bây giờ mình mà đi thẳng cái là đâm thẳng vào nó luôn đấy. Ok. Nó đang quay đầu. Đúng rồi, mình đang đi với nó chuẩn bị giao nhau. Sẽ gặp được nhau, chắc chắn luôn. Ok, từ từ đâm vào đá rồi em ơi. Phá thuyền cho anh cái. Đây để em ra, để em ra. Không đâm được này, không đâm được, à, anh không, nhìn không, được, không, không được, đâm. Được, này được. Ê, này, mình chuẩn bị, gặp nó này, Đâm rồi, em ơi. Check. Để em bả, để em bả. Anh khui bả em nhá, em múc nước. Rồi, múc lên. Rồi, hết nước rồi. À còn một phát nữa. Để anh cũng hai con hai đầu à. Rồi thấy rồi, thấy rồi, trước mặt rồi. Này nó quay đầu nó chơi mình nhá. Rồi đồng minh bỏ mình rồi. Đồng minh hơi xa. Đồng minh lừa rồi. Không, đồng minh có, đồng minh hơi xa. Sao nước còn hoài ta? Đang mưa. Pháo phải. Phải vào vị trí này. Nó chạy này. Không, nó không chạy. Nó đang vờn mình để thành giữa hai cái thuyền đấy. Nó chạy, nó đã đéo đi ngang nhà rồi em ạ. Nó thấy mình từ trước không, rồi. Nó đâm thẳng vào thuyền mình. Mình đang đi hơi quá rồi anh ơi. Ôi, giá đường. Bảo, không thuyền, Anh ơi, xì nước. Đâu. Cứ vá đi, chưa bắn đâu. Chưa bắn. Không, cái nước này do mưa anh ơi. Nước này do mưa. Ấy, lỗi à, anh ơi, nước này là... Ủa, lại bá kìa. Mày nó cua vãi lâu vậy. Ui mẹ, bão qua đéo bè thuyền. Từ nha, đừng bắn nha, phí đạn nha em ơi, góc này khó bắn lắm. Còn em đang lấy nước anh ơi. Không, cái nước này do mưa anh Khôi. Mát bơm vô khoái đây mọi người ơi. Tăng tốc. Mày xem lại bản đồ cho anh em, đồng minh có phải bên trái không? Đâu để em xem nào. Đúng rồi anh ơi. Thế thì đúng rồi, đằng sau nữa là đồng minh nó. Đằng sau nữa là... Úi, tí bẽ một cái thuyền ba đằng sau nữa là thuyền... À đấy, thuyền ma. Ui, nó đang đi kẹp giữa hai thuyền của mình nhưng mà ở đằng sau. Rồi, anh thấy rồi. Nào, nó cắt ngang đầu thuyền mình để nó chuẩn bị bắn loạt đầu tiên này. À đéo, nó đi thẳng rồi. Không, cái thuyền đỏ là cái thuyền đằng sau mình mà anh. Ui, đi vào thuyền đằng sau, thuyền của Galena em ơi. What the fuck, man. Em lấy ông cho em soi cái buồm nó xem. Thuyền của Galena em ạ, đồng minh nốt. Đồng minh. Chắc bên là FIFA 4 kill. Chắc là Thảo và Hiệp đang lái thuyền. Ừ,
Mẹ ngược gió sao thuyền nó đi nhanh thế nhở? Ô em ơi, anh nhầm mẹ rồi, đằng trước đéo phải là con đấy. Ôi anh nhìn nhầm rồi. Ô con bên trái con đồng mình. Nào mọi người ơi, nhầm thuyền đằng sau mới là mục tiêu kìa. Thấy không, cái thuyền đằng sau này màu xanh đằng sau kìa. Anh quay thuyền nhá. Thì em bảo là thuyền đấy ở đằng sau kẹp giữa hai thuyền mình mà anh. Em thả neo nhá, em thả neo nhá. Không, từ. Rồi thả neo xong ba thằng kéo neo lên luôn nhá. Thả. Thả đi. Rồi ba thằng kéo lên luôn nhanh. Ôi nó bắn kìa. Úi da. Đi con mẹ phá phải em ơi. Em xuống ba thuyền nhá. Vào đi. Ai da. Kéo buồm lên chưa? Bỏ thằng này đi, bỏ thằng này đi, kệ mẹ nó. Vá thuyền lại cho anh cái. Vá thuyền lại cho anh. Ăn thằng bên trái. Thằng này mới là thằng chính này. Ok. Có thể múc nước nhím ơi. Vá thuyền đã, mới tập trung bắn được. Ở trên cứ bắn đi, ở dưới cu ly được. Ấy khôi vậy à, em vá luôn đúng không? Chơi đi, anh lo được, chơi đi. Hay á, đồng minh đang bắn tốt nhá. Mẹ em thuyền kia to vãi lì anh ơi. Ủa tao này tao ma mà. Ma đéo đâu, ơi nó bị gãy con buồm anh ơi. Thế là nó đi chậm lắm. Nó gãy con buồm nó kéo lên rồi kìa, mẹ nhanh thế. Nó đang sửa đấy. Được. Đẹp. Chỉnh hết buồm sang phải cho anh, nhanh. Đồng minh bắn kích. Sắp phải rồi mày. Bắn trái. Chỉnh hết sang trái. Xin lỗi nhầm. Trái. Các em cố bắn chuẩn vào nhá. Ok anh ơi, đều. Chuẩn bị đến lúc này. Nào pháo trái, bỏ ra. Bỏ pháo trái. Pháo trái. Kéo neo xuống cho anh, neo. Một người kéo neo xuống, nhanh. Neo. Rồi, bình tĩnh. Rồi, bắn đấy. Rồi, hai khôi ơi. Em bắn cái con buồm nó. Bắn thấp xuống một tí. Có người trên kìa. Cứ bắn nó chìm đi. Khó cứu rồi. Đây để em lấy thêm đạn. Ok á, đi, có mẹ hết đạn ạ. Có qua thì nó không anh? Không, đồng minh đang bắn rồi. Hết rồi. À, kéo hết neo lên em ơi. Kéo hết buồm lên. Chim ơi. Hay em ơi. Kéo hết buồm lên. Nó chơi mình kìa. Cẩn thận, nó còn người nhá. Mẹ tụi mày. Đây để em lấy cục này. Có thằng đéo nó cầm đuốc ở giữa đường này. Tinh cá, bỏ đi. Em bắn nổ xác nó luôn anh ơi. Ô thằng kia bị cá mập ăn. Chết. Kéo hết buồm lên cho anh cái. Nãy bảo rồi mà, kéo buồm lên. Nhanh, mỗi người một buồm. Kéo hết buồm lên. Sau khi kéo hết buồm lên thì cả ba thằng ra kéo neo cho anh nhá. Nhanh lên, thuyền nhỏ đến. Nhanh. Tốc độ cao lên. Hết buồm ở giữa nữa, Ok. Ok hả? Nhanh nhá. Rồi, kéo neo lên, nhanh. Đang kéo. Đi có mẹ, chậm rồi. Kịp. Nhanh. Pháo phải luôn. Pháo phải luôn. Bắn bọn nào đây anh? Bên phải, bảo pháo phải thì pháo phải. Đi có mẹ, pháo phải. Nhíp. Bên. Ủa. Em bắn trúng này. Đúng rồi, hai em ơi. À Khôi chắc thuyền Khôi, ăn một viên đằng sau đít được Khôi. Ok, để em xuống, ok, yên tâm. Giữ pháo phải cho anh nhá, này, chuẩn bị bắn tiếp con đằng sau. Con đằng sau luôn. Ok. Bên thuyền chưa bị gì anh em, thuyền tầng dưới chưa bị gì nhá. Ok, ai con này đồng minh. Ui ạ. Ui mà mày có đèo trùng viên nào. Đây, con đằng sau mới phải. Anh nó lâm đạn, bọn này nhiều đồ. Đây, đồ nó trước mặt kìa, từ. Ai ra lấy được gì kìa? Ăn có phải, thuyền Galena, thuyền Galena.
Ủa, có phải đồng minh không anh? Từng tới ok nhá, từng tới vẫn ok nhá. Ok nhá, ok nhá, thế là ổn nhá. Từ con cái chìm này em ơi, con cái chìm rồi, một con chìm rồi. Ôi, lại thằng nào bắn chuẩn thế nhỉ? Bắn phát chìm luôn này à? Có phải phát bắn vào đi đúng không? Ừ. À, Hapo kéo đồ lên em ơi, Hapo kéo đồ lên. Anh ơi, xa quá, không bấm được. Bắn được, đúng tầm rồi, đúng tầm rồi. Kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên đi. Vứt đây, anh đây cho mẹ. Lập đây. Không lượm được, chỉ open thôi, đâu lượm được. Rồi, open, thôi thả xuống, rồi. Ê, hình như là em hay sao anh đùa. Rồi, lấm. Nhặt đi, cứ nhặt đi. Đạn đấy, đạn cả đấy. Đang cất đồ, bình tĩnh. Cho là hình tí nữa anh. Ui địt mẹ, 90 mấy cái thanh gỗ thì nhặt thì đéo được em. Lấy cái hòm mới vào được. Được mà, lấy nó là hòm mà. Ui, 99 thanh gỗ. Quái cả lên. Ông ơi ạ, nó là cái ba, nó là cái ba đeo. Chưa nhiều lắm. Nhặt hết đi. Nhiều đồ mà. Mình nhặt không nhặt đến tầm mấy gái đâu anh ạ, nhiều quá. Nhặt 90 cái được rồi anh ạ. Nhiều lắm kìa. Bắn đi. Không, mình đang nhặt gỗ. Mới được có 46 miếng ý mày, cố lên. Cái này là cái gì? Cái này thả đi anh ơi, toàn sâu với cả đồ ăn thả đi. Hai đồ ăn thôi, thả đi. À cái này hòm. Hòm rỗng. Không có gì. Mà toàn trượt vậy. Nó nhỏ quá nè. Đi mẹ bơi mẹ xuống lấy nhanh để tao tiến thêm lên tí nhá. Vâng, em bơi nhá. Bắn đi anh B xuống dưới nhá. Anh ơi, tính như ra cần nữa nè. Anh ơi, hòm này, anh B đây, hòm chỗ em này. Đây có mấy quả pháo này. Hòm chỗ em này, có 7 quả pháo ngon này. Đấy. Ôi, có gì gần đâu ơi. Có gì đây? Ok. Cái gì đây? Ôi, anh ơi! Bắn, lấy súng ra bắn. Check. Úi gì, mẹ phát cầm bìu thật. Vớt được nốt đầu không? Đâu, bắn. Kiểm tra thuyền đó anh cái mà. Chưa có gì anh em, thuyền vẫn ok. Ok, lấy nốt đồ đi, cô lấy nốt đồ đi. Cứu mẹ. Bọn này là bọn tấn công mình, không tấn công thuyền đâu. Bọn đang tin cá. Bắn em. Còn cái gì sáng kia lấy được nốt không? Có cái hòm sáng kia. Cố lên nhé. Cố lên nhím. Rồi, bắn em lên luôn. Bắn em lên là hợp lý này. Không góc để không bắn được nhím ơi. Đây ạ. Ông kia đi rồi anh ơi. Bắn em lên. Sao đây bắn mới được? Ok. Ôi, mày nhiều đồ nha. Em nghĩ là nhiều đồ về bán đi, nguy hiểm lắm. Ừ. Ôi mà con này bắn thuyền mình ạ. Mẹ à. Chắc thuyền này không sao đâu đúng không? Chắc thuyền này không sao đâu đúng không? Không sao anh em, đang không sao. Để em lắp khẩu sniper bắn vào mồm nó. Em thả mồm xuống nhá. Chết à. Xong chưa? Lấy hết đồ chưa? Lấy hết rồi nè. Xuống mồm đi. Xuống mồm đi thôi. Ôi về ô bót đi. Thôi nhím ơi, đi thôi. Từ, nó là Reaper 2 ao, chỗ này chỗ bán đồ luôn mà. Ủa? Phải không nhờ, cái này phải hỏi thằng 7. Nó phải ao bót chứ anh. Mày đi kiểm tra lại cái hòm thính cho nó, hình như là bán ở đây sao ấy. Ở thuyền bên trái là đồng minh hả anh? Không phải đồng minh nhưng mà là người Việt Nam em ơi. Ông bên trái mình là đồng minh ấy ạ, em vừa xem map không? Ngay trái này à? Ngay sát mình kìa. À không, ngay sát này không phải ạ. Không phải, thuyền đồng minh là cờ ba đầu mà. Từ em ơi, chỗ này hình như là chỗ bán cái thính ấy sao ấy? Cái hòm Reaper ấy sao ấy? Bán cái thùng thính ở đây trước đã nhá. Ui. Có này nhiều đồ quá. Kéo vườn qua trái đấy mọi người.
Thôi không cần kéo đâu, không cần đâu. Tí nữa chỉnh xong em đến đảo rồi. Thằng nào xuống check lại cho anh cái hòm thính xem nào nó tên là gì nào. Hiểu lắm anh ạ. Đúng cái hòm thính cơ. À cái hòm thính mà vừa nãy mình nhặt đấy ạ. Ừ. À, nó là Ripper Bounty. Ripper Bounty thì cái đảo tên là Ripper thì anh nghĩ chắc là bán đây đấy. Quay 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 có cái gì dưới biển kìa. Em bắn. Ủa có cái gì lấp lánh này. Ok để được rồi. Để em để em. Em xuống. Tú không ngoài đời thiền rồi đâu nha. Neo chuẩn bị, neo chuẩn bị Khôi, neo chuẩn bị. Đây đây, từ em đang lên anh ấy. Anh ơi, gậy của em. Rồi anh ơi, neo xong. Chưa. Mẹ sương mù quá đéo nhìn thấy cái gì cả. Ô. À, cầm cái này không bấm đặt tên cá được anh ạ. Thôi để em bơi vào bờ vậy. Bơi đi ngay gần bờ mà. Neo Khôi. Ôi, chạm gì à? Ôi ơi. Bịt mẹ, nó chỗ nông thế nhỉ? Check thuyền cái Khôi. Thằng check anh kìa. Ơ, thằng đéo đều ghét cái hòm đặt em đây. Ơ, như con mình em ơi. À sao đâu? Thuyền không sao anh ơi, không thấy vấn đề gì. À, người mình. Ông ơi, cái hòm đầu lâu lượm thính ý là bán ở đảo này à? Nè, hòm nào không? Đó, cái thứ ba. Hòm nào nhỉ? Đâu nhỉ? Ở trong phòng thuyền trưởng anh rồi. Đây, cái hòm sáng sáng cái này. Ờ, đúng rồi, bán ở đây á. Bán được bao tiền đấy không? Ờ, bán tiền gốc là 10.000 đấy. Ui, nhiều thế cơ. Làm bán không? Nếu mà có cờ thì 25.000. Bán được bao nhiêu rồi anh? Có cờ á? Có cờ làm thế nào để có cờ không? À, đi vô mô, đi vô 20. Ơ, nhưng tôi hỏi cái đã. Mẹ ạ, thì toàn thoát. Ê, tôi bảo này, thế bây giờ mua cờ lại phải đi bán chỗ khác à? Hả, cái gì ông nói lại, ông nghe. Có cờ là như nào? Giống như cái cờ Zipper nãy á, ông thấy cái thằng Zipper nãy không? Cái thằng 4 vạch á. Ờ, đúng rồi. Ừ, nếu mà lên 5 vạch thì nó sẽ tăng thêm 100% số tiền á, bán đồ. Cảm ơn à. Nhưng mà làm cách nào để lên vạch cả không? Thì mình lút đồ nè, mình đi đánh nhau nè, nó hit. Sẽ tự lên. À, thế của tôi là đang chưa có vạch đúng không? Chưa có cờ đúng không? Đúng rồi, chưa có cờ, phải vô mua xong rồi vót mới được. Nhưng mà phải đi nhặt cái thính à, xong rồi mới mua được cờ à? Không, cờ là có tiền là vô mua được thôi. Xong đâu, thôi. Chỉ tôi chỗ bán thôi mà nào. Vô đây. Em ơi, lấy cái hòm thính xuống, mỗi cái hòm thính đấy nha, chỗ chỉ bán được cái hòm thính thôi. Để bán cái hòm thính đi cái. Xong anh em mình về airport bán hết tất cả đồ còn lại nữa là được. Đây. Em ở dưới này em xếp đạn nhé, mọi người ở trên. Căn thành lên coi ạ. Ok em ơi. Cái dòng đầu tiên là dòng đầu tiên. Cờ 20.000 nè không? Đúng rồi. Anh ơi, bán ở đâu vậy? Thế cái hòm thì bán ở chỗ nào không? Khôi. Cái hòm cái hòm bán ở đâu nhỉ? Cái hòm bán trong này luôn. Nhìn này, anh nhìn này. Khôi à, bé ơi. Thì bán sẽ được nhiều tiền hơn á. Bây giờ boss này chỉ được một vạch thôi. Ờ, tôi hiểu rồi, nhưng mà bây giờ bọn tôi nghỉ bây giờ rồi nên để bọn tôi bán luôn. À ok, để bán luôn. Công có cần đồ không? Con qua thuyền tôi để anh em chia nhau này. À cứ có đồ. À ok nhá, cảm ơn ông nhá. Ui, mỗi người được 10.000 không? Có ạ. 10.000 ăn. Anh bảo nhá, bây giờ như này, lần sau ấy, mình vào một cái, mình đi thuyền đến cái đảo này luôn. Ở trong này sẽ có một ông ấy bán một cái cờ 20.000. Sau khi mua cờ 20.000 xong, cái thuyền của mình sẽ hiện lên bản đồ và mình sẽ được một vạch, coi như là level 1. Mình đi đánh nhau các thứ, bắn nhau nhiều nó sẽ lên level dần. Thì càng lên level thì cái số tiền đồ mình bán được càng cao. Ví dụ như thằng lúc nãy nó 4 vạch là nó đi bán được gấp mấy lần tiền ấy. Hiểu chưa? Ờ, đấy, nhưng mà mình sẽ bị săn kinh hơn. Không phải cần lại đây boss đâu. Ở mỗi cái ao boss á đều có chỗ. Bây giờ mình bán anh ai sang được mình. Ờ, ok. Cảm ơn ông nhá. Ok.
Uầy, hợp lý đấy. Thế chúng nó cày tiền thì mới nhanh được. Anh Đô, em cảm thấy mình bị bắt nạt ở trong thuyền của mình. Em tự mua thuyền em ra khơi đây. Ok à. Mày lấy đâu cái thuyền bé đấy đấy. Đi, bây giờ anh em về Airport bán đồ nữa, nghỉ được rồi này. Mình có hơn 100 viên đạn rồi anh em. Nè, chuẩn bị nghỉ rồi. Mai vào reset hết đạn này mà. Em sẽ đi kết nạp một băng hải tặc riêng. Trời ơi, mất công em ngồi xếp từ nãy giờ ạ. Thôi, đi bán hết đồ rồi anh ơi. Đi, nhổ neo lên các em ơi. Anh xem Airport của em. Mọi người đừng níu kéo em không quay lại đâu. Ok nhá, bye bye nhím. Để anh kích nó ra luôn để nó đỡ được chia tiền này. Ủa, đi mẹ gần đây đéo có cái Airport nào. À đây rồi. Đâm thẳng hướng NE. Ôi đồ ơi. Trách thuyền cái em ơi. Đâm này. Ồ, mày có đéo đâm. Ô, cái gì anh ơi? Cái bơm. Mặt trái. Chả đéo gì, đâm thẳng qua khe cái luôn, nó nhanh hơn không? Đấy là em trên bầm mà. Ok kìa, đi mẹ trông giống sắp đâm thuyền đồng minh thế nhở? Bây giờ mình chơi trò phản bội đi anh nè. Từ anh đồ ơi, đợi em ơi. Chạy mày. Người ta đang xem từ chim mà bé. Ê, ông ơi, bán đồ ở đây luôn đi, đừng có đi, anh đây bán được mà. Bán đâu? Bán ở chỗ đó luôn á, bán cho cái ông nãy á. Ok kìa. Neo, thả neo khôi. Quay đầu luôn. Đây. Ngồi lên lại neo luôn em ơi. Ui, đi mẹ đang chuẩn bị nghỉ lại ra cái đầu lâu đỏ vãi cứt thật. Thôi nào. Tham thì thăm đấy. Ừ, để ông khác vậy. Anh ra đấy là thầy vào hỏi đấy. Ôi ông này gầy đét. Rồi anh đang chơi trò gì đấy? Ui trò này biển xanh nhở? Đây là sao? Ông này hitbox ông nhỏ xíu luôn ấy. Ui đợi em ơi. Ô, ông này ông quỳ xuống làm gì đấy? Cầu hôn em sao ấy? Đợi em ơi, đừng đi bộ. I'm angry. Ok. I say yes. Anh ơi mình lấy cái thuyền nhỏ này để đằng sau đít được đấy. Ông ơi bán ở chỗ nào đây? Bán ở ông hải tặc lúc đấy à? Đúng rồi, bán ông đó là cái gì ông cũng mua á. Bán cái gì ông cũng mua á. Thôi đừng đi vội. No. Anh ơi đừng. Cái này mình lấy được thuyền nhỏ này, biết đâu sau này mình cần dùng. Khôi chuẩn bị neo Khôi. Anh Hồ các em neo luôn. Anh tìm đúng mỏ neo hội luôn rồi đấy. Neo em ơi, neo. Ok rồi anh ơi. Đây rồi, lụm đồ bán đó mọi người ơi. Ôi, cầm đồ lên bán đi mọi người. Đây. Đồng xa thế. Cái thuyền này để ra được 6 đít mình anh đùa. Em lời cái thuyền nhỏ. Cái chỗ nông lắm em ạ. Anh cứ trên này nhá. Ben leo lên, Ben nhặt cho Ben nhá. Sắp đến rồi. Anh vứt xuống nước cho chúng mày nhá. Ui gì, nghe. Vâng, vứt xuống nước cho em đi. Đây này, vứt xuống nước ở chỗ này, đầu mũi thuyền này. Hai người vứt, hai người bán đi Nhím ơi, làm gì Nhím ơi? Ủa em mang đồ lên mà. 5,000 Nhím. Em mang đồ lên này. Em đang ở bên dưới mà. Wow, tiền lên liên tục này. Nhưng hôm nay không tệ lắm nhỉ.
Chỉ có mắt thua mỗi phát thôi. Cũng rửa được nhục, cũng kiếm được đầy tiền rồi. Hơi su nhỉ. Uầy, thế cái thằng nãy mình đánh chết đấy, là nó 4 sao thuyền là nó cũng đi combat nhiều vậy đấy rồi đấy. 5 sao chứ, 5 vạch chứ. Nhưng mà nó gặp team mình là nó hỏng rồi. Nó đen là gặp mẹ mày, bọn biết chơi, đúng không? Bắn bùm bùm bùm, 3 cục thuyền gãy. À, giờ biết rồi nè, gắn bắn cái cục mà có giống cái cà xây xích đó, bắn vô cục thuyền. Cục hơ. Sao? Cục mất mạng luôn, thịt cơ. Mất tiêu luôn. Đen đéo chịu được. Ủa, mấy cái hòm sờ to ghe này cũng bán à? Uầy, không, mấy cái hòm này toàn đồ ấy thôi. Ui, 99 quả này anh ơi. Cất. Đồ này không phải để bán. Ủa, mấy cái này thùng cái thùng rỗng mà, địt vậy. Mang lên làm đéo gì? Đây để em mang cái... Mang cái thùng này chuyển hàng. À thế thôi bán mẹ nốt đi. Thằng đéo nào ấy mai bị reset đấy. Ô thế ạ? Ừ. Kiểu quả các thứ bị reset hết ạ? Ừ. Thế mới đen. Ui, hơn 100 quả này. Nhím ơi, mình mang xuống bán đồ đi nhím. Một đống hòm này. Đây em đang ở bên dưới em mang lên mà. Cái gì xì xì ở trên nhỉ? Có cái hòm nguyền rủa à? Hết chưa ấy? Bán nhanh đi, không thằng Lombard nó đây, vào đây. Đây, xì đây. Ủa, cái ông mua đồ đâu ta? Ở trong nhà ấy, cái nhà to nhất ấy. Ủa, sao em bị văng rồi? Ôi, bà, tao bán gần xong rồi Ben ạ, mày đéo được tiền luôn ấy. Ok. Ủa, đằng nào là tiền chung mà, có gì đâu. Nhưng mà nó đang trong không trong game là nó không được chia tiền đâu. Ừ đúng rồi, uầy thế anh phải vào lại đi để còn nhận tiền, không còn mua đồ nữa. Ông ơi. Hả, sao? Ông nghe tao không? Ông ơi. Gì đây? Nghe. Ông chơi game này ông có biết anh độ PC không? À thì tôi chơi game này là giờ nó mà anh đó chơi tôi mới chơi theo mà. À ra. Ấy giời ơi. Hỏi tí nó chửi nhau đấy. Trời mày đéo bắn thế. Xe bên đó ơi, nó bắn súng dở lắm. Ông ơi tôi hỏi cái. Thế cái trò này khi nào mình nhiều tiền rồi thì mình làm gì hả ông? Nhiều tiền thì mình mua đồ, trời có cái bường 8 triệu ấy. Có cái gì cơ? Cái bường 8 triệu. Cái bường 8 triệu tiền á? Đúng rồi, có nguyên cái bộ skin thuyền 50 triệu luôn. Ui, quá cà piu. Xong rồi, từ từ để ông bán đi, chút hồi tôi chỉ ông cái này hay lắm. Nhưng mà mình muốn mở khóa là mình cứ phải làm nhiệm vụ thì nó mới mở khóa dần à? Đúng rồi, ông được Baget Legend đấy. Để được mở khóa ở dưới dưới Athena để mua đồ ấy, mua được mấy cái đồ xịn hơn. Ơ, dưới Athena là một địa điểm ẩn nữa à? Đúng rồi, nó ở trong quán ngủ á. Ở trong quán ngủ ông cầm cái đàn ra, ông đàn thì nó sẽ mở cái hầm ra xuống dưới ông mua đồ. Airport nào cũng có à ông? Airport nào cũng có à? Ừ đúng rồi, Airport nào cũng có. Cầm cái đàn ra. Đúng rồi, xong ông đứng yên ông đàn ấy là nó sẽ mở cái hầm ra. Đàn này không? Đúng rồi, cái đàn này cũng được, dụng cụ chơi đàn này cũng được. À, là từ cái đàn quán rượu xong nó sẽ mở một chỗ bí mật ra xong vào đấy mua đồ. Đúng rồi, ở chỗ đó dưới đó nhiều đồ xịn lắm nhưng mà phải được Baget Legend mới mua được nha. Baget Legend là như nào không? Là kiểu mấy cái cấp cờ thương nhân Gipper đồ này kia phải hơn 50 á. À. Tôi còn chưa có cờ thương nhân là phải làm nhiệm vụ xong nó mới mở đúng không? Đúng rồi, cờ thương nhân là giao hàng, còn cờ đầu vàng là đi đầu vàng cái thứ. À. Ba cái thôi là được rồi. Wow. Ba cái lên 50 thôi là được. Một cái là đào vàng này, một cái là cờ thương nhân này với một cái là gì nữa? Một cái phù thủy á, phù thủy. Phù thủy là như nào không? Phù thủy cái bà làm phép á, tao bót á. À mình làm nhiệm vụ của bà đấy á. Đúng rồi. Ồ. Mình hack nào anh muốn mở hầm của mình.
Nó làm decal với lại order up sao gì. Ồ, ok rồi, tôi hiểu rồi. Ờ, cảm ơn ông nhá, bọn tôi đi ngủ đây. Bye bye ông. Uầy, bổ ích, bổ ích. Anh ơi. Rồi, đi ngủ đây. Uầy, ông này nói bậy đấy. Ông bảo gọi cái L này. Ôi. Chỉ cái này ông ơi. Ôi. Có cái này hai cái này. Đây 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 đây. Cái gì ông? Nghe nghe nghe. Này ông thấy cái này không? Chuẩn bị nổ bùm này nha. Có. Đấy, cái này là kiểu boss xong á là đi bắt tổ đi đánh nhau ấy. Wow. Bắn nhau là đúng hai rồi, thuyền solo với nhau á? Đúng rồi, hai thuyền solo nha. Sẽ có một cái thuyền ở cái season khác nó từ dưới biển nó chui lên, nó đánh mình xong mình đánh với nó. Ờ, thế thắng thì được cái gì không? Thắng thì mình được level nè, mình được cờ của nó, mình được cắt đồ cái thứ. Ua. Kinh nghiệm rồi này kia. Hay nhờ. Mà tiền nữa, được tiền nữa. Ồ, cái này hay hơn đấy. Nhiều tiền á, được đánh mà chủ thắng được nhiều tiền á. Ua, rồi ok, tôi biết thế để ngày mai tôi làm thử. Cảm ơn ông nhá. Nè, ok, bye bye. Ok, bye bye ông. Bye bye ông nhá, bye bye ông. Tôi nghe. Nghỉ thôi. Một ngày mưa bay nhím ngủ. Ông chết rồi đời. Sao ông chết rồi? Em nhìn nhím chém ông chết rồi. Ok.